Khánh Hoàng, Phương Mai, Trịnh Nhật Phong, nghệ sĩ Văn Hoàng, anh Hoàng Nghĩa và khách mời anh Ngọc Trọng. Xin thân ái kính chào tất cả quý vị khán giả đang đến với Phương Mai Channel Official trong chương trình Nghệ thuật Kim Cổ. Mà tại sao kỳ vậy Khánh Hoàng? Tại sao? Mỗi lần mà có khách mời lên, đặc biệt bữa nay có mặt Cọc Trọng, tự nhiên Văn Hoàng chơi nhạc ngon cái vậy. Tại vì hôm nay là những cái ghế mình đủ màu luôn đó, màu vàng, màu đỏ nè, sen kẽ, màu hồng, màu trắng nè, đầy đủ màu luôn. Tại vì em biết sao không? Tại vì Hoàng cũng solo mà anh cũng là solo guitar, anh biết rồi. Đó. À, có lý do. Một lý do mà thì Hoàng biết anh rồi. Vì vậy hôm nay ông đánh có vẻ nhuyễn lắm. Đó. Bởi hôm nay là đặc biệt có ca sĩ ca nhạc sĩ Ngọc Trọng. À, cũng là em của anh Ngạn đi chung với anh nhiều lắm, anh rành quá rồi. Không có nghe anh Ngạn nói rồi. Thôi thì mình phải đánh bài nó có lai lai tăng nhạc chút xíu. Thế là Lý, hai bài, Lý Cây Bông với lại Lý Chim Xanh, hai bài. Lý Cây Bông và Lý Chim Xanh. Dạ. Đúng rồi. Hèn chi có nghệ sửa ngồi gõ mà nghiêm túc lắm, nghệ sửa không dám lên tiếng luôn. Hèn chi... tôi đi đêm để chỉ hoài. Mò hoài không chịu ra. Thấy bữa nay có nhạc sĩ lên nghĩa sửa nghiêm túc hơn. phải nói dùng từ là nghiêm trang. Đó, anh Ngọc Trọng chúng ta là ngoài là một nhạc sĩ mà anh còn biết chơi guitar, biết chơi keyboard, biết chơi nhiều thứ. Anh dạy nhạc mà. Anh là giáo sư dạy nhạc luôn. Đúng. Wow. Hồi xưa đó, tại vì cái lúc mình mới lên đó, mình có hơi tham lam cho nên anh cũng học nhiều thứ đó. Tự nhiên bây giờ cái nào mà mình cũng chơi được hết rồi. Rồi bây giờ mời anh Trọng gửi lời chào khán giả đi. Vâng, xin mời gửi lời chào toàn thể quý khán giả. Lần đầu tiên chúng tôi rất là vui có xem chương trình này trên YouTube mà thấy là vui lắm. Các anh ở đây đều, anh chị ở đây đều là những người mà lưu loát, nói chuyện vui nữa. Nhất là Phương Mai đó, nói chuyện tự nhiên, nói chuyện rất là tự nhiên. Dễ thương lắm, dễ thương lắm anh. Bạn biết hoài à. Thành ra là rất vui hôm nay được có mặt. Xin chào toàn thể quý thính giả. Khi nói về anh Ngọc Trọng thì chắc chắn là quý vị cũng biết anh là một nhạc sĩ mà sáng tác rất nhiều những bài hát mà có thể nói là đi vào lòng người, đúng không anh? Và đặc biệt là một trong những bài mà ưng ý mà hồi đó Khánh Hoàng có hát cái bài đó của anh, mà xin phép anh lần sau cái hoàn sát bài hát đó, đó là bài Đêm Cô Đơn. Đúng rồi, đó, Đêm Cô Đơn. Bài đó nó rất là hoang dại mà rất là hay. Ngoài cái bài Màu Buồn Vương Màu Áo của anh là quá xuất chúng rồi, còn bài nhiều bài khác nữa mà trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ được nghe những sáng tác của anh nhạc sĩ Ngọc Trọng cùng với lời ca của anh và cùng với những tâm sự của anh và những sinh hoạt. Rồi bây giờ thì sở dĩ ngày hôm nay có mặt Ngọc Trọng, có Phong là tại vì anh em có cái duyên, một lát kể chuyện sau. Tại vì giữa anh Trọng với Phong là coi như là từ năm 1995 anh Trọng. Đúng rồi. Năm 1995 tới bây giờ anh em có những cái ân tình qua lại, có những cái sinh hoạt, một lát kể. Có đi uống cà phê chung không? Ồ, mỗi sáng luôn. Sáng luôn, ngày xưa đó thì ngồi máy Hiên Tây. Sau này cái hai anh em chuyển qua Cà Phê Factory. Cà Phê Factory đúng không? Sáng nào hai anh em cũng ra Cà Phê Factory ngồi hết. Thôi bây giờ xoay quanh anh Ngọc Trọng đi nha. Bây giờ thì chắc sẽ hỏi anh trước về những cái sáng tác của anh nha. Em hỏi những câu không hóc búa lắm phải không? Trời ơi, em biết là em là chỉ là hậu bối của anh thôi. Em Nguyễn Ngọc Ngạn mà sợ câu hỏi hóc búa là sao? Không cần dùng cái tên của chú Ngạn nữa. Nhưng mà thực sự anh Trọng là cũng người rất là uyên bác. Anh biết rất là nhiều thứ về nhạc, về anh cũng có phụ trách những cái chương trình trên các đài TV, đúng không anh Trọng ha? Sau này cũng làm tin thì làm tin là cũng là cái duyên cái Phong từ lát rồi kệ lát kệ mình từ từ mới bắt đầu bằng nhạc đi ha. Bắt đầu bằng nhạc có thể nói là sở trường của anh. Như vậy anh trong gia đình của anh có bao nhiêu người, và bao nhiêu, ngoài anh ra thì ai trong gia đình của anh biết chơi nhạc giống như anh nữa?
Thật ra 5-6 anh em, nhưng mà chỉ có anh với anh Ngạn là thích nhạc. Mới như là thích theo kiểu thưởng thức thôi. Còn anh Ngạn là cũng có chơi guitar. Dĩ nhiên là anh Ngạn không có đi chuyên, nhưng mà anh cũng đánh ok, trung bình. Thì coi như hai anh em tương đối gần nhau từ hồi còn trẻ đó. Thành ra là tự nhiên làm như nó có cái duyên. Còn mấy người kia thì chỉ đi làm bình thường và cuộc sống bình thường, cho nên cũng không có gì đặc biệt. Dạ, như vậy trong gia đình của anh, từ ba mẹ hay là trong gia đình đâu ai làm về nghệ thuật anh ha? Chỉ có anh và chú Ngạn là làm hồi về nghệ thuật. Hồi xưa đó thì anh nghe kể lại thì là ở cái xứ đạo á, thì ba anh cũng là trong ca đoàn rồi thôi, chứ còn không có người nào mà gọi là đi chuyên nghiệp. Tức là đi cũng chuyên có nghiệp hát, trình diễn. Dạ, có hát thôi, nhưng mà trong ca đoàn. Và từ khi mà anh biết chơi guitar, rồi sẵn trong đầu anh có một cái lời thơ ý nhạc, sẵn tiện đó thì anh luôn sáng tác luôn. Thì bắt đầu từ năm mấy tuổi thì anh có những sáng tác đầu tiên của anh? Không, cái thời trẻ đó, em nhìn lại đó thì anh cũng giống nhiều anh em trẻ đây là chơi nhạc Mỹ nhiều. Giống như cái đợt Trung Nghĩa, Trung Hành này kia đó, cái đợt đó, ở Việt Nam đó. Thì lúc đó thì mình xuất thân là một người đánh đờn nhiều hơn, tôi chưa nghĩ tới với sáng tác đó. Yeah. Anh sáng tác là tương đối trễ đó, tức là qua đây mới sáng tác. Nên ra là coi như một cái duyên, coi như là cái mình là một nhạc công trước, mình đánh đờn trước, guitar, keyboard, mình cũng lập ban nhạc, chơi từ cái thời trẻ đó. Nhưng mà khi mà qua đây thì bắt đầu mới viết cái bài đầu tiên. Nhưng mà cái bài đầu tiên, bài này thì nó vẫn là một cái kỷ niệm. Tại sao? Bởi vì nó là người ta nói bất cứ một người nhạc sĩ hay một người nhà văn nào cũng phải có bước đầu tiên. Thì khi mình tung ra cái này là có những cách như là thử nghiệm thôi. Nhưng mà nếu mà được công nhận thì mình sẽ có hứng khởi viết nữa. Đúng mà rồi. Nếu mà không được, nhiều khi anh cũng bỏ nghề rồi. Không, chắc là thực sự. Cho nên bài nhà nó quan trọng là như vậy, chứ không phải là nó là bài hay nhất hay là bài mà anh thích nhất. Nhưng mà đối với khán giả đó thì không hiểu sao cái bài này là bài coi như là trademark. Đúng rồi. Và về sau anh thấy là hình như các nhạc sĩ đều có một hai bài mà khán giả người ta đóng dấu, tức là cái bài đó luôn luôn người ta nghĩ đến cái ông nhạc sĩ đó, là nghĩ tới bài đó. Đó, nó thì hình như vậy, thì cái bài này nó trong trường bài đó. Buồn Vương Màu Áo, yeah. Đúng không anh? Nếu bài này anh chỉ lên thì khán giả Buồn Vương Màu Áo. Mà cái bài nó, cái hình ảnh nó giống như là một cái câu chuyện tình, mà giống như là trong một cái đám cưới nào, đúng không anh? Nó cái này đó thì từ ý nào mà anh phát hiện ra thành bài này? Ý là tự anh đặt ra hay là anh có một cái mối tình nào đó? Tức anh là mà... em đi dép vô đời tư anh rồi đó. Đi dép. Em đang dẫn khán giả vào đời tư của anh. Như là từ đâu mà có cái bài này? Thì như thế này, thì biết ý, tại vì anh cũng bị hỏi cái vụ này nhiều lắm. Thì thực ra như thế này, thưa quý vị, là cái lúc đó qua đây, tất nhiên cái bài này nếu mình nghe bình thường thì thấy là như một người thất tình, đúng không? Bài này rõ ràng là cái lời này, nhưng mà thực ra đó, cái lúc đó đó anh muốn thử thôi, tức là các cái bài mà mình để ý là nhạc Việt mình đó, như là Phượng Mai hình như có nói trong một chương trình nào, nói là tại sao nhạc Việt mình đa số buồn đó, thì cái nhạc buồn á là nó đi sâu vào lòng người. Và mình nhìn lại đó, cái chủ đề mà coi như là cuộc tình mà gọi broken love như vậy đó, nó hay dễ đi vô lắm. Chẳng hạn tôi đem sang sông rồi 5 năm rồi không dám gặp, thí dụ vậy. Là những bài hay là hôm nay ngày cưới em, thì mình nghĩ đến cái đề tài, chứ thực sự lúc đó thì không có cuộc tình hết. Nhưng mà dĩ nhiên khi anh nói về nhiều người không tin, nhiều người nói chắc ông này ông ngại, ông anh nói diễn tả rất là hay. Thực sự không có một cái lúc này anh... tôi đang vui, tôi mới qua mà đi uống cà phê Phong tối ngày. Anh à, chắc nói không, nhưng mà bản đó là có trước rồi. Không, anh đem qua. Đúng rồi. Anh Trọng ơi, em hỏi anh nè, anh nói vậy là em hiểu rồi đó. Đó là bên tân nhạc, anh nói là em hiểu. Giống như bên cải lương, em nói vậy có đúng không nha? Giống như bên cải lương á, không phải là khi ta viết một cái tuồng ra đó là giống như là ta có một cái suy nghĩ để ta tạo ra. Ta hư cấu, ta tạo ra một cái gì đó, phải không? Nó giống vậy chứ không phải là... No, nhưng mà cái điều này nè anh Trọng, tại vì sao? Bạn biết tại sao mà Phong quen với anh Trọng không? Thật sự lúc mà năm kỳ trước mình có kể là chuyện Phong đi Hồng Kông, đúng không? Và khán giả không biết Phong làm gì bên Hồng Kông. Thật sự lúc đó về là làm karaoke bên Hồng Kông của hãng Ocean Shore. Hãng Ocean Shore lúc đó làm karaoke cho bên Hồng Kông. Thì cái bản nhạc mà Phong thích nhất lại là cái bản Buồn Vương Màu Áo. Mình chỉ biết cái tên tác giả Ngọc Trọng, mà mình không biết. Ô, mình nghĩ là mấy lúc đó trong đầu mình nghĩ là mấy ông già ngày xưa, mấy người lớn tuổi ngày xưa, đúng không? Rồi á, mình quên đi là cái bản đó nó có cái duyên với Phong là vậy. Thì khi mà trở về Mỹ lại thì bắt đầu từ năm 94. Thì khi bắt đầu mà 93, 94 đó, thì 95 đó, thì lúc đó là cái người mà rủ mình đi uống cà phê đầu tiên á, là cái người edit trong phòng chuyển âm á, là anh Tiến Biên. À, thì cái lần đầu tiên mà Phong gặp anh Trọng á, là ở quán cà phê Má Hiên Tây. Đúng rồi. Đúng không? Thì lúc đó có anh Khang, chủ chợ Á Châu bây giờ nữa. Anh Khang nữa, lúc anh Khang còn đánh trống,
chưa có làm chợ chưa gì hết đó. Thì khi gặp thì đó, anh tiếp viên nói là tác giả của Buồn Vui Màu Áo là Phong muốn bật té xuống ghế luôn. Tại trong tất cả những cái nhạc karaoke mà mình làm bên Hồng Kông cho hãng Ocean Shore, thì tại vì mình là người Việt mà nói tiếng Hoa nữa, cho nên là có những cái chữ họ hỏi mình, cho nên lúc mà mình thích cái bản nhạc này, cái e rất là hay, cái lời rất là hay luôn. Lời hay, lời đúng mà mình chỉ tưởng là mấy ông già ngày xưa viết thôi. Đến lúc mà nói tác giả của Buồn Vui Màu Áo, mình muốn bật, mình mới ca lại cho ông một hai câu, ông nói đúng là bản này của anh à. Thì lúc đó mới biết được cái bản đó của anh Trọng. Ừ. Cái bản Buồn Vui Màu Áo sau này mình hay chọc ổng, nói tôi mà đi dự đám cưới không, tôi chỉ thích hát bản này thôi. Có tai nạn đó, có những người đã tường trình là vì tôi hát bài của anh tôi quên, tôi hát mà tôi bị tai nạn. Là chú rể dượt theo quýnh quá. Anh Đồng ơi, em biết chú Nghiêu Ngoạn là một nhà văn, như vậy anh có phải là giỏi văn hay là có liên quan gì đến văn không, mà sao những lời trong thực trong cái bài hát này nó hay lắm anh? Anh cũng thích, nhưng mà thích đọc đó, đọc nhiều khi nó thấm thôi. Mình cũng thích đọc văn thơ thôi, chứ thực ra là anh không có mê như là ông Ngạn. Ông Ngạn là từ hồi trẻ ông đã thích viết văn. Dạ. Còn anh là anh thích chơi là thích người, đọc mỗi người anh không biết. Mỗi người anh thích chơi đời. Bởi vì chị nghe cái bài này nè, cái câu nó hay. Ngày lê từng bước chậm, nối tiếc theo nhau qua lần như vậy. Đời đúng ta rồi. Là chuỗi ngày, nối tiếc theo nhau bao lần lỡ dài. Thế thôi cũng đành. Thì anh bị cái câu đó bị nhiều người nói tôi một lần đủ chết rồi. Anh nói tới bao lần lỡ dài. Ta trách anh, ta tôi một lần đủ chết vậy chứ. Trung Nghĩa cũng có lỡ dài 7-8 lần rồi, có sao đâu. Trung Nghĩa là cố tình lỡ dài. Cố tình lỡ dài, cố tình là không thành. Cái lời rất là hay. Thôi bây giờ mời anh mở. Có lẽ là em mời anh Trọng sẽ hát lại cái bản mà ghi dấu nhất cái tên của anh trong lĩnh vực âm nhạc, Buồn Vương Màu Áo. Đúng, và cũng xin nói quý vị luôn là cái bài này đó, cái lúc đó tôi nhớ là khoảng nó tung ra là năm 88, nhưng mà những cái năm sau đó là hầu như ca sĩ nào cũng thâu, nhất là hồi đó quý vị nhớ là cái nhạc mới nó chưa có nhiều, cái nhạc sáng tác mới đó chưa có nhiều, nhưng không phải như sau này, cho nên là hầu như ca sĩ nào cũng thâu. Nhưng mà bài này thì chính tác giả, chính là tôi ít khi hát, thì hôm nay mới hát đây chứ còn wow. Ca sĩ khác hát không à. Yeah. Chỉ là đặc biệt cho khán giả của Phường Mai. Phường Mai Official. Yeah. Thực sự ảnh sáng tác nhưng ảnh đến hát bản này. Rồi bây giờ mời tất cả quý vị cùng thưởng thức và Buồn Vương Màu Áo không? Buồn Vương Màu Áo mà cái người sáng tác hát luôn. Đúng rồi. Đó. Rồi mà nam ca nhạc sĩ Ngọc Trọng. Vâng, xin mời quý vị nghe, đây là bài này tung ra năm 88. Thực ra là viết bên Canada rồi khi qua đây bắt đầu mới tung ra. Năm 88. Nhưng mà nó cũng là một kỷ niệm. Tôi nhớ lại. Buồn ơi, ngày lễ từng bước chậm bơi, và còn ai nữa trong cuộc đời, bóng đêm tơi bời, và còn ai nữa trong cuộc đời. Wow, thank you. Đó là đúng là người sáng tác bài hát này hát khác hẳn. Đâu, tại vì anh hát anh biết anh viết cái gì và anh hát cái đúng gì. Rồi đây là thường là original. Anh chính xác anh viết bài này khi anh mấy tuổi? Lúc 88. Đó bắt đầu viết, tôi đã bắt đầu hơi lớn rồi. Dạ. Tức là đúng trên ba mươi ngoài 30. Nhưng mà là... cái bài hát là nó giống như là những cái câu đối vậy đó. Anh Hoàng để ý nha, ôi đời sống có biết bao nhiêu đam mê trong ta thật ngắn, đam mê thì thật ngắn nhưng mà chuỗi ngày buồn thì rất dài. Đam mê thật ngắn là đời ta là chuỗi dài. Đam mê thật ngắn là như vậy, chia sẻ với quý vị luôn. Trần Nhật Phong chơi tôi lâu là biết cái tính. Tức là sao? Tức là tôi có nhiều cái đam khả mê. Năng đam mê nhưng mà mau chán lắm. Tức là mình thích cái này nhưng mà có đó mình có thể có một thời mình thích đánh đờn không à? Biết anh là gì phải không? Biết danh của Ngọc Trọng là gì phải không? Nửa chừng xuân.
Tức là tôi hay hay bỏ ngang lắm, thành ra là nói cái ý đó chứ không có gì, nhưng cho mà nên có câu đam mê thật ngắn lắm không? Thật ngắn, nhưng tức là anh say mê cái gì đó một giai đoạn, rồi cái ảnh chán nhảy qua cái khác, anh lại đi anh lại đi kiếm một cái nguồn cảm hứng khác. Nhưng mà bài này cũng có một điều là có lẽ nói với khán giả luôn đó là nhạc, còn cái vụ khác có vậy không? Cái vụ tình yêu cái gì không có, cái gì cũng cái kia chẳng như Phong là người chứng kiến. Không chị rất dễ thương, còn ý kia thì cũng ngắn. Nói tóm tắt là lãng mạn về nghệ thuật, nhưng mà về tới nhà là thực tế trong tình yêu. Thực tế trong tình yêu đâu vào đó, có thể như vậy. Nhưng mà cái bài này muốn nói với quý vị thế này, là bài này là bài trong thời gian tôi viết là nó ngắn nhất luôn, tức là mất thời giờ đó. Có những cái bài sau này mình bỏ nhiều giờ hơn, nhưng mà hình như lại không gặp được cái sự thông cảm của khán giả, có nghĩa là khán giả lại nhìn với ánh mắt hờ hững trong khi cái bản này đó, trong khi bài này mình viết nhanh, nó ào ào ra, chúng tôi nhớ là khoảng 45 phút thôi, thì nó cái lời và cái nhạc nó đi cùng lúc. Có nghĩa là mình vừa xong một câu đờn, đó là nó trong tự nhiên trong đầu mình nó có cái câu lời, cho nên mình viết rất nhanh, nhưng mà không ngờ lại được khán giả rất yêu thích. Còn có những bài sau mình gò sửa tới sửa lui, tại vì sau này tôi gặp nhạc sĩ anh Thiên đó, anh có khuyên Thiên. Anh khuyên là em viết em phải ráng gò tối đa, tại vì chúng ta nhìn tướng anh Thiên là biết anh gò dữ lắm, gò cũng như mà đánh bóng bàn mà gò thì chúc vậy đó. Thì cho nên anh khuyên mình vậy thôi, cho nên mình cố gắng sau này mình kỹ lưỡng hơn. Tuy nhiên nhiều khi mình kỹ lưỡng vậy lại khán giả lại không có vẻ đón nhận, tại vì đôi khi về cái tác phẩm đúng là mình có một cái kinh nghiệm là chưa chắc cái bài mình thích mà khán giả đã thích. Đúng rồi. Mà có những bài mình viết, mình tưởng là viết chơi chơi, nhưng mà khán giả lại thích bài đó. Mà cái bài này khán giả cảm được. Đó, nó cảm không, cái bài này rất nhiều ca sĩ hát, nhiều lắm. Đúng rồi. Mà đặc biệt anh Văn Hoàng biết ở đâu không? Hồi nãy chị Phương Mai có nói nè, trong vũ trường. Bài này ra vũ trường mà nhảy điệu rumba cho rất là romantic. Tình gì đâu luôn đó. Siết người yêu trong vòng tay luôn. Khánh Hoàng nhớ nhất là ở đó bên Việt Nam á, Khánh Hoàng còn ở bên Việt Nam và nghe bài hát này. Mỗi lượt bên Việt Nam là lúc đó là bắt đầu cho mở vũ trường để đi nhảy rồi. Mà đi vũ trường nào cũng nghe hát bài hát này. Thật sự bản này thì thật sự anh Trọng anh viết tất cả những bản nhạc của anh viết á, tại vì anh là cái người đọc nhiều, cho nên những cái bài anh viết có cái chất thơ trong đó. Đúng rồi. Nếu mà bạn nghe kỹ có cái chất thơ trong đó, đúng không? Đáng tiếc là ông hên ông là nhạc sĩ chứ không phải nhà thơ. Nhà thơ giờ này là ông Phú Quắc rồi. Nhưng mà thật sự thì kể cho bạn nghe, khi anh em gặp nhau là uống cà phê thôi, nhưng mà có một cái chuyện này nha, tới giờ này vẫn còn hận Nguyễn Ngọc Trọng đó. Là... vẫn còn hận. Đúng. Hận mà sao còn chơi chung nhau không? Vậy nè, năm 96 thì lúc đó Quỳnh Trang với Đinh Xuân Thái tách khỏi đài Lý Đô Sài Gòn Radio để mở một cái đài radio khác phát thanh qua Houston. Thì lúc đó Phong về, Phong làm với chị Quỳnh Trang. Thì lúc đó là Phong rồi Nguyễn Quý Đức là phụ trách cái phần tin tức của đài mỗi buổi sáng, đúng không? Thì lúc đó thật sự đài đang thiếu người. Thì Quỳnh Trang mới nói với Phong là Phong ơi, em kiếm giùm chị một hai người mà có khả năng, đúng không? Thì lúc đầu mình nói em có anh bạn là anh Ngọc Trọng. Bà Trang bà ngồi bà nói Ngọc Trọng nào? Cái này tác giả của Buồn Vuông Màu Áo, bà cũng không biết Buồn Vuông Màu Áo là gì, tại bà ở Mỹ con. Cái đó lúc mình nói em ruột của anh Ngạn á. Ô, em ruột anh Ngạn, chị nhớ rồi. Thì đến lúc mà bà vô bà phỏng vấn xong á, cái thời đó Phong Hoàng biết năm 96 Phong làm cho chị Quỳnh Trang đó là từ 5 giờ sáng Phong vô để Phong set up máy móc, rồi là bắt đầu ngồi đến 2 giờ chiều là dứt. Lúc đó chị Trang trả cho Phong $2,000 một tháng. Đúng không? Nhưng mà khi mình giới thiệu Ngọc Trọng vô rồi đó, rồi Quỳnh Trang casting mướn Ngọc Trọng xong rồi đó, thì lương Ngọc Trọng $2,500, lương mình $2,000. Không hận làm sao được, đúng không? Lúc đó Quỳnh Trang mướn vô mà Ngọc Trọng thì 8:30 sáng mới tà đi vô ha. Rồi uống cà phê bắt đầu làm tin. Đến 2 giờ chiều xong lương $2,500. Trần Nhật Phong làm từ 5 giờ sáng cho đến 2 giờ chiều là người giới thiệu lương có 2,000. Nhưng mà cái thời gian chồng nó phải, em quá anh phải, không, nhưng mà thời gian nó phải nói là rất quan trọng cho Trần Nhật Phong. Mỗi ngày đi vô và luyện, thời gian nó coi như luyện nghề đó. Cho bây giờ Trần Nhật Phong rất là vững về tin tức, rất là hay. Bây giờ nó đã đi một bước rất dài. Tại vì tôi chơi Trần Nhật Phong tôi biết, bây giờ so với cái thời đó là Trần Nhật Phong đã tiến bước rất là dài và đúng rồi, được, có người chúng ta có một cái giai đoạn. Được biết bao nhiêu người bây giờ mê say cái tin tức của Phong. Cái đó là đúng. Nhưng mà có điều là gì, anh Trọng giỏi hơn Phong gì biết không? Là anh là cuốn từ điển sống. Khi mà Hoàng nói một câu tiếng Anh là ảnh tự trong đầu anh có câu tiếng Việt, Hoàng nói câu tiếng Việt trong đầu anh có câu tiếng Anh liền. Ảnh giống như cuốn từ điển sống vậy đó.
Wow. Thực ra anh cũng có thời gian dạy tiếng Anh ở Việt Nam đó. Anh lúc, là giáo sư dạy tiếng Anh luôn. Lúc anh chưa qua đây đó, luôn chưa qua đây. Dạ, yeah. Wow, anh giỏi quá. Vừa giáo sư, mà anh là ngoài anh đánh đờn guitar ra, rồi anh còn còn chơi nhạc cụ khác không anh? Keyboard nữa. Anh dạy học trò bằng keyboard không á? Dạ, yeah. Rồi anh Trọng, khi anh sáng tác thì anh thường dùng nhạc cụ nào để sáng tác anh? Thực ra lúc đầu đó là mình cần nhạc cụ. Bây giờ khi mà anh viết thành thói quen rồi, nên mình chỉ nghĩ trong đầu nhiều hơn mà không cần có nhạc cụ. Có nghĩa là mình nghĩ khi nào mình cảm thấy á, cái câu đó mình thích á, mình mới viết ra. Còn nếu không mình cứ tự sửa trong đầu á. Wow. Cái câu nhạc nó cứ đi tà đa 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 vậy đó. Mình ngay cả lúc lái xe cũng vậy, nó đang đi trong đầu đó. Cái này thì chắc đàn, cái này hỏi Nghĩa là Nghĩa chắc chắn rồi. Nhạc sĩ nào hầu như cũng vậy á, nhiều khi trong đầu mình nó có cái lan man một câu nhạc nào nó đó, có khuôn nhạc ở có câu nhạc đó thì mình cứ sửa tới sửa lui trong đầu luôn. Khi nào mình cảm thấy cái câu đó được á, lúc đó mình đi viết thành một cái câu ra cái lời luôn. Không, mà cái lúc đó mình trẻ thôi anh Trọng. Bây giờ thua bà không? Bây giờ thua. Chồng biết không, bây giờ mà mỗi lần mà muốn có melody trong đầu mà hay hay á là lấy cái iPhone ra thâu. À đúng rồi, iPhone. Thấy chưa? Không, mà thật sự lúc đó tại sao biết không? Mình nói Hằng ổng là tại sao không? Cái miệng ổng dẻo hơn mình. Lúc vô phỏng vấn, ổng nói kiểu nào mà bà Trang trả ổng tới 2.500. Nó ngon lành hơn mình á. Lúc mình vô phỏng vấn bà trả có nhiêu đó thôi, đúng không? Có điều là gì? Anh Trọng lúc đó ha, kể cho Hoàng nghe. Lúc đó là tụi này tập trung vào cái phần thời sự đó. Hoàng tưởng tượng là trong đại tụi này bao nhiêu thằng diễn tinh không? 5 người. Phong nè, anh Trọng nè, giám đốc chương trình là Nguyễn Quý Đức nè, rồi anh Nguyễn Bá Trạc ở bên ở San Jose, và anh Phí Ích Bành nữa. 5 người dịch tinh, mỗi người phụ trách một khu vực. Hồi đó là cái thời gian còn khó khăn, đúng không? Mình mỗi lần mình muốn kiếm một cái tin phải lấy báo ra, chứ mình đâu có internet. 96-97 là lúc có internet rồi, nhưng nó chậm thôi, chậm thôi, mà nó chưa kết nối được nhiều. Và lúc đó là anh Nguyễn Bá Trạc là phụ trách tin Việt Nam, đúng không? Anh Phí Ích Bành là phụ trách phần tin Hoa Kỳ, Nguyễn Quý Đức là thời sự hàng đầu, anh Phong là phần tin của Trung Đông với Phi Châu, anh Trọng là phần tin Á Châu. Tức là chia nhau là coi như là hồi đó là đi liên tục luôn. Wow. Là anh em có cái kỷ niệm khi mà làm một năm, rồi sau đó thì Phong nghỉ, rồi anh Trọng nghỉ thì về anh Trọng, sau đó một năm sau thì anh Trọng về, như là anh Trọng làm cho đài Sài Gòn để vô hải ngoại. Đúng rồi, có một thời làm cho Sài Gòn. Sài Gòn hải ngoại. Thực ra là cái đài đó kỳ đó nó phải đóng cửa chứ. Nếu không anh em mình vẫn làm mà. Đúng. Quỳnh Trang phải đóng cửa. Đóng cửa cái đài thì anh em nghỉ. Nghỉ thì anh Trọng về làm ở Sài Gòn rồi hải ngoại. Thật sự là lúc đó gọi Phong. Nhưng mà vì Phong coi, tại vì bên đó họ làm thương mại, mà tánh của Phong thì không thích làm thương mại, cho nên là refer anh Trọng. Thì lúc đó là anh làm với chị Hải Lan. Đó là buổi chiều tối. Thì rồi từ đó là ổng vô nghề truyền thông. Là đủ nghề hết ha. Đâu? Vừa nhạc, vừa viết nhạc, rồi vừa nào là truyền thông nữa. Vậy nữa. Không, truyền thông là tôi suối ổng vô. Nhưng mà cũng là thêm một nghề. Thì cũng là mình thích, cũng là mình thích. Tức là mình có khả năng là mình làm. Vậy là cũng là một cái người kêu bằng phải nói là thiên tài. Nhưng cũng mà, là người có tài, phải không Hoàng? Nhưng mà anh nhớ là cái lúc mà anh bắt đầu, anh từ Canada anh qua đây đó, thì anh cũng thấy em bắt đầu nhảy vô cái giới văn nghệ đó. Anh còn nhớ Khánh Hoàng đó, mới lắm. Đó, em cũng gặp anh. Cái nàng và hát cho Rich karaoke nào nữa đó. Và có hát mấy bài của anh mà anh nhớ, em có thâu cho sing along gì đó. Anh có thấy lúc đó thì anh để ý cái dòng mới của em. Dạ, lúc đó có gặp anh Ngọc Trọng. Thì lúc đó anh cũng là một người, hình như là em thấy anh lúc đó là ít nói hơn bây giờ. Giờ anh thấy anh có vẻ hoạt bát hơn, đúng không? Vô cái nghề truyền thông Phong dắt vô đó, bây giờ cũng nói ào ào luôn. Bắt đầu thành cưỡng luôn, đúng không anh? Thành cưỡng luôn, nói quá trời luôn. No, thực sự anh Trọng á, nếu mà ngồi nói chuyện anh em uống cà phê á, anh Trọng cũng có những cái lý luận rất là sâu sắc. Chứ không phải giỡn đâu, tại vì anh đọc rất là nhiều. Đúng rồi. Anh Trọng anh đọc rất là nhiều, nói mà anh là giáo sư nữa, giáo sư dạy anh ngữ nữa, đúng không anh? Cho nên là anh đọc rất là nhiều, cho nên là những cái suy nghĩ anh sâu sắc. Có điều là đôi lúc anh giải thích ra thì chưa có, mình nghe chưa có suôn sẻ thôi. Nhưng mà nhờ nhau truyền thông thời gian rồi, giờ là ông nói ngon lắm. Yếu lo luôn. Anh nếu mà bây giờ có một khán giả nào hay là khán giả nào mà muốn so sánh vừa giữa cách tánh của anh và tánh của chú Nguyễn Ngọc Ngạn, thì anh có cái nào so sánh cho khán giả thấy hai người có một cái điểm khác biệt hay là giống nhau này hay không anh Trần? Anh nghĩ là cái giống đó, tức là cái khả năng ăn nói đó, cái đó là lấy từ ông già anh đó. Ông già anh và cái gen và cái sense of humor.
anh cũng díu lắm, Phong biết mà. Nhưng mà mỗi người díu kiểu khác nhau. Ông Ngạn ông kể chuyện khác kiểu díu khác, anh kể kể chuyện kiểu khác. Nhưng mà có máu tiếu lâm trong đầu. Máu tiếu lâm là có trong người. Dạ, ra. Dạ. Và cái tốc độ đó, anh Ngạn nói chậm, còn anh là nói giống như Phong. Đúng, là tự rồi. Nhiên là, đúng rồi. Em mà cái đó tự nhiên chứ không phải là mình cố tình. Đúng rồi. Nó thành thói quen rồi, chứ không phải là anh cố tình nói nhanh đâu. Nó thành thói quen cho nên khán giả cũng nói anh câu đó đó. Nói hai anh em nói ngược nhau, ông thì nói nhanh quá, mà ông Ngạn thì dài chậm quá. Đó, người ta, đó là khán giả cho biết như vậy. Như vậy là giống nhau là ở cái khả năng, cái khả năng ăn nói đúng không anh? Và giống nhau ở cái máu hài hước. Đúng rồi. Nhưng mà khác nhau về có thể anh trẻ hơn chú Nghiêu Ngạn. Không, ngày xưa, nói, à, ngày xưa em gặp anh á, nhớ đúng, không, đúng thì rồi. Không có giống anh Ngạn thường. Mà hôm nay đó, lâu lắm rồi anh em mình mới gặp lại. Đúng rồi. Thì bữa nay em thấy anh đó là rất là giống. Rất giống nhớ nhiều. Nhớ là lúc gặp Phương Mai ở Tú Quỳnh rồi là mới từ bên Đức qua đó. Dạ. Đó, rồi đó. Mới từ bên Đức qua. Lúc anh cũng vừa từ Canada qua đúng, thôi. Nhưng lúc đó gặp nhau từ đó đó. Dạ. Như vậy, vậy làm sao mà nguyên gia đình của anh, chú Ngạn cũng ở bên Canada rồi anh ở Canada là anh vượt biên chung một chuyến hay sao anh? À không, anh Ngạn đi chuyến khác, nhưng mà chuyến của anh Ngạn thì đó bị tai nạn. Bị nạn lắm. Thì bị nạn, dạ. Thì anh đi sau đó, thì cái chuyến một năm sau. Năm sau, nhưng mà tại sao anh lại qua bên Canada luôn? Tàu Canada tức là với... cái lúc mà mình lên đảo mà họ biết mình có thân nhân đó, mình lỡ khai thì họ theo bắt thân đi. Bắt đi vậy. Chứ thật ra anh không muốn đi Canada. Còn anh Ngạn thì hồi đó anh có cái một chút cái bực bội mà là quân nhân đó. Mà mình có cảm tưởng như là Mỹ đã không có giúp Việt Nam cho nên ông lựa. Chứ thật ra ông là cái diện quân nhân là lẽ ra ông phải được đi Mỹ đó. Nhưng mà ngay ông lên đảo là ông đã chọn Canada. Tôi nghĩ là cái vùng đất nó trung lập hơn, còn Mỹ thì đã coi như là đã bỏ miền Nam mình đó, thì ông lúc đó ông có tự ái đó. tự ái đó, có cái đó, ông cũng là sĩ quan mà đâm đó đúng. À hôm nay các bạn mới biết ông cái lý đi do chứ, lúc đó ông đi dư sức vậy, ông đi dạ đúng rồi, chú Ngạn cũng là đã, cũng phục vụ trong quân lực cũng học tập hơn 3 năm rồi cũng được kia. Dạ nhưng mà được cái là Trọng thì có vẻ như là phóng khoáng hơn, cái suy nghĩ dễ hơn, có điều là sinh hoạt anh em sinh hoạt từ đó tới giờ thì có những cái show, có những cái đi chung, có những cái lôi anh Trọng đi, rồi có những cái anh Trọng lôi Phong đi. Hồi đó là hai anh em sinh hoạt rất là chắc, mà cái mà sinh hoạt thường nhất là quán cà phê Factory. Là ra ngồi tâm sự uống cà phê đúng không? Mà cái quán đó là đặc biệt lắm bạn. Sáng sớm á, Phong với anh Trọng ra trước, mà mình ngồi tới trưa mình đi, thì tới trưa anh Trầm Tử Thiên mới ra. Thường thường Trầm Tử Thiên là 11, 12 giờ anh ra, anh ngồi cho đến 2, 3 giờ chiều. Đôi lúc anh ngồi với Trúc Hồ, đôi lúc anh ngồi với Việt Dũng, đôi lúc anh kè, ổng hú mình đi ngược lại ngồi với ổng. Thì là lúc đó là anh Lộc Lê Quyên Phương cũng hay ngồi với mình. Lê Phương cũng ngồi. Anh Lộc, Lê Quyên Phương là mấy anh em ngồi chung với nhau. Nhưng mà hồi đó cái quán nhiều kỷ niệm nó dễ thương hơn, bây giờ nó xô bồ. Bây giờ xô bồ. Rồi Nhật Ngân. Nhật Ngân sáng nào cũng ngồi các bạn góc trong hết, đúng không? Nhật Ngân, Phong, rồi anh Trọng, rồi Trầm Tử Thiên, rồi anh Lộc, Lê Quyên Phương là tụi này hay ra đó. Hồi xưa thì cái không khí nó là cái không khí của cái quán văn nghệ. Những người mà anh kể là ba người đi rồi đó, bốn người đi rồi. Anh Việt Dũng nè, ha, anh Lê Quyên Phương, Trầm Tử Thiên, rồi Nhật Ngân, dạ bốn người. Đúng, ngồi ở đó vì nhiều người đi lắm rồi. Dạ. Không, nhưng mà cái vụ đó của ông này né nè, có biết sao không? Dạ. Cái năm 97 Phong đứng ra Phong tổ chức cái show đầu tiên, đúng không? Anh Trọng còn nhớ không? Thì sau cái show đó thì Phong mới ngồi xuống, Phong viết cái vở kịch mới. Thì lúc đó viết cái vở kịch nói về cái mối tình của một hai cô gái với một anh chàng trong cái thập niên 40. Là anh chàng đó từ bên Pháp du học về, thì gặp một cái cô gái ở bán hoa ở ngoài cái quán, ở ngoài quán, rồi có mối tình. Rồi cái anh vô trong cái quán đó thì anh lấy cặp của ca sĩ. Rồi cái cuối cùng đến năm 45 thì anh đi kháng chiến 9 năm. Thì trong lúc đó hai cô gái từ cái lúc mà là tình địch trở thành bạn bè, rồi cái ngày mà anh chàng này về đó thì hai cô dắt tay vô Nam rồi. Thì cái câu chuyện đó Phong chưa có đặt tên. Thì khi Phong viết ra đầu tiên hết á, thì anh Trầm Tử Thiên anh nói cái này hay, ta đặt tựa cho mày luôn, câu là bộ 40 để ta viết nhạc nền. Lúc đầu là anh Lộc trước. Anh Lộc Lê Quyên Phương. Vậy. Anh Lộc Lê Quyên Phương. Anh nghe mình nói xong cái anh nói thôi để anh viết nhạc nền cho, mà lúc đó chưa đặt tựa. Thì anh mới được giữa chừng anh chết. Anh chết xong rồi cái gặp anh Trầm Tử Thiên nói giờ anh viết giữa chừng anh chết rồi, vở kịch chưa xong, chưa có tên, mà lúc anh tính viết nhạc kịch thì anh Trầm Tử Thiên mới đặt cái tựa là câu lạc bộ 40. Thì anh cũng đang viết giữa chừng anh đi luôn rồi cái mình tính nhờ tới ông Nhật Ngân
vừa gặp mặt ông nói mày đừng mời tao. Rồi ông này cũng vậy, ông này nói chờ tao ra đi. Sợ, sợ. Thì câu là bộ 40 là 4 người đủ, 4 người rồi, không ai. Anh Trọng đừng lo nha, 4 cho tới giờ vở kịch đó chưa được ra đời luôn. Nhưng mà anh cũng bị một kỷ niệm luôn là cái kỳ đó cũng một cái giải tuyển lựa ca sĩ nhỏ thôi, tổ chức ngay MRB đó, lúc đó chưa có đổi tên. Thì ba người chấm là Nguyễn Đức Quang, anh và ông Nhật Ngân, bây giờ hai ông kia đi hết rồi. Đúng rồi. Đi hết rồi. Mấy thí sinh Nguyễn Đức Quang du ca. Hai người đó đi hết rồi. Thế. Anh an tâm đi, anh còn nợ đời nhiều lắm. Còn nợ lâu hả? Còn nợ đời nhiều lắm. Ông Nhật Ngân nói xong. Anh phải trả cho hết. Ông vừa nói xong mình ra đó là chào ông này tới. Ông này tới mình nói mà ông vừa từ chối xong ông này nói mày cũng đừng kiếm tao. Vì cái câu chuyện gì mà nó sát thủ dễ sợ luôn vậy. Tới giờ là không ra luôn cái giả tù đó luôn đó. Vừa khó. Thôi quên luôn đi anh. Quên luôn đi đừng nhờ ai giết. Phong lúc biến đi. Nhưng mà Phong nhớ là kỳ mà có cái show mà ở Don Auditorium. Ở Don Auditorium dạ. Đúng rồi. Đúng rồi kỳ đó là có Khánh Ly, có Vũ Khanh, có. Tại vừa kỳ đó Phong làm cái vở kịch gọi là về Nguyễn Thế Học. Lúc đó mời Phương Hạnh đóng vai cô Giang. Còn Charlie Trực, tức là đạo diễn Charlie Nguyễn đó, là đóng vai Nguyễn Thế Học. Đó, có làm cái vở kịch đó rồi ông mời làm vai gì phải không? Làm vai tù nhân bị tử hình. Nó giùm mà đóng giùm cái này không thấy mặt thấy lưng ba bị bắn nữa mà. Thôi cho nội trời. Trời ơi, tao đang đẹp trai vậy. Nhớ không? Nhớ không có mời không? Có. Là lúc đó là lên sân khấu. Chú Hoàng Long mà chú Hoàng Long mới chết. Không được đâu vậy nha. Không được à. Thì lúc đó là làm cái show đó thì làm cái chủ yếu là vở kịch. Vở kịch nói về cái cuộc khởi nghĩa của Nguyễn Thế Học thì anh Dũng đóng vai của Ký Con Đặng Trần Nghiệp, còn anh Vũ Khanh thì đóng vai Phó Đức Chính, còn đạo diễn Charlie Nguyễn đó thì đóng vai Nguyễn Thế Học. Là cái vở kịch đó là Phong Dực năm 97. Là sau khi mà bố Lê Văn Vũ Bắc Tiến là dựng cái vở kịch mà Bến Nước Ngũ Hồ. Bến Nước Ngũ Hồ là kịch thơ, là bố Lê Văn Vũ Bắc Tiến dựng cái kịch đó. Đúng rồi, Phương Hạnh đóng chánh đó. Rồi sau đó là mình mới làm vở kịch này. Anh Trọng với anh Phong cũng kỷ niệm quá trời quá đất luôn ha. Quá nhiều kỷ niệm. Thôi để là hồi sau bài hát này mình kể tiếp kỷ niệm. Bây giờ Phong muốn bài hát bạn đó. Bài nào? Thôi bây giờ bể thì mai. Thì mai đi, một nam một nữ nha. Ok rồi. Bây giờ cho. Sao giờ sao? Okay. Giờ muốn nghe. Nếu mà tới mai thì mai hát á, thì bữa nay á là thôi sẵn đây có anh Ngọc Trọng. Lâu rồi anh đâu có nghe em ca phải không? Lúc trước là có đi show trước thì lâu lắm rồi. Nhưng mà có nghe Phương Mai hát trên mấy chương trình này nè. Dạ, lâu lâu anh coi đó. Cái này là mình hát sống. Mà bây giờ á lâu mấy năm rồi anh không nghe em ca, mà nếu em hồi xưa anh nghe em ca đó là anh ca Tân Nhạc thôi. Còn hôm nay em sẽ tặng anh, trước là tặng anh, sau là cống hiến khán thính giả khắp nơi, là về bài cổ điển, bài Lý. Ok. Dạ, bài Lý để tặng anh và mời quý vị hãy thưởng thức nhạc phẩm là Lý Mỹ Hưng. Rồi, mời chị. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Nghe đã chứ đâu. Thì quá hay luôn, nhưng mà bây giờ phải hỏi Phương Mai luôn là thế này nè. Dạ. Hình như là khi mình hát cải lương á, nó luyện cho cái giọng mình mạnh hơn phải không? Rồi lúc đó mình chuyển qua tân nhạc, cái hơi mình nó dài hơn đúng không? Không anh, à, nó chỉ khác có một điều là cái luyến lái thôi. Luyến lái. Còn cái giọng á thì nó cũng giống nhau. Giống như là bên tân nhạc á, em đi hát show á, em hát những cái bài trữ tình á, nhạc vàng xưa đó, nhạc lính á, thì nó có những sau này là giống như mấy tiền bối nói là như cô Tâm Tiền nói là ngũ cung. Những cái ngũ cung. Đúng rồi. Thì cái ngũ cung nó dành riêng là nó đứng giữa, là không phải xài chung cho cải lương không, mà cũng không phải xài chung cho tân nhạc. Nó là có cái ngũ cung. Không đó ý. Là thứ đó anh, bên tân nhạc mà là thứ. Thật sự anh em nghĩ rằng cái cải lương nó làm cho cái chất giọng nó ngọt hơn chứ không phải mạnh hơn. Anh nghĩ là tại vì những cái kép cải lương hay là mấy cô đào là cái giọng thấy hơi nhiều cái dài lắm. Dài hơn. Cái đó biểu diễn khác. Đúng không? Cái đó là hơi biểu, cái đó biểu diễn khác. Biểu diễn. Bên về cổ nhạc mà bên cải lương mà bên ngành của em á, cái thời của em á, như em như Hương Lan hay là như là những người mà cỡ ngang ngang nhau thì không có cái vụ hơi dài. Dạ không. Mà người ta tập trung vào đó là về cái diễn xuất và bỏ cái hồn vô một cái vai trò đó. Thí dụ như đau thương rồi mình cất, mình kêu tiếng đau thương thôi, chứ không có cái kiểu mà cất giọng lên để lấy hơi dài. Cái hơi dài đó là cái đó là biểu diễn. À, biểu diễn. Không, thật sự anh Trọng rồi cũng giống như tân nhạc đó, là trong cải lương nó cũng chia những cái trường phái khác nhau. Cái trường phái biểu diễn là bên những cái đoàn Kim Trung, là cô Kim Trung cô chuyên tuyển những người có cái giọng hát như là Lệ Thủy, Minh Dương, Minh Phụng, Tuấn Thanh hay là Thanh Tuấn vân vân, thì những cái đó là họ biểu diễn cái giọng hát nhiều hơn. Còn những cái đoàn mà họ chuyên về diễn như là Thanh Minh, Thanh Nga, Dạ Lý Hương, giống như em ví dụ, em ví dụ để cho anh hiểu với khán thính giả hiểu. Giống như là một cái bên cải lương á, nếu mà mình ca mà bình thường á là giống như mình diễn đi, mình nói phu quân ơi, phu quân ơi, rồi mới từ từ vô giọng cổ. Như là em nói anh Trọng ơi, anh có nghe em nói ấy không, thì đà đã rồi mới đi vô giọng cổ, là mình đem cái tâm hồn mình trực tiếp. Còn những cái người mà ca để biểu diễn mà phu quân ơi, ta đa 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 đa, cứ vậy đó, mà đó là biểu diễn cái hơi dài. Chứ lại không phải, tại vì là anh để thấy là cái đó hình như những người ca giọng cổ cái âm vực họ cao hơn là những người ca tân. Đúng, cái âm vực thì nó cao hơn. Cao, nó cao hơn, nhưng mà nó cũng nằm ở trong, nó cũng nằm sơ sơ trong giống như là bên tân nhạc. Giống như là bên cái lương tao nói là hò. Hò ba, hò tư, hò năm, hò xề. Còn á nó cũng có nhiều khi cộng chung với là tân cổ giao duyên đi. Thì có thể là bên nữ đó, anh Giang Hoàng này, hỏi anh Giang Hoàng là bên nữ. Bên nữ á là giống như bên đào đi, là hò năm, là tông gì anh? Dê, dê. Là tông dê. Tông dê. Đó. Thì thay vì cái bữa hôm đó không có cổ nhạc, mà bây giờ khán giả yêu cầu Phượng Mai vô một câu giọng cổ, thì nếu mà em vô khơi thì nó không đúng cái hơi. Thì em mới dây qua toàn là bán nhạc không, đâu có cổ nhạc. Nói lấy cái tông rê đi, lấy tông rê thì Nghĩa sẽ để em lên cái clip tông rê, là em lấy cái tông rê đó em mới vô giọng cổ. Rê thứ. Tùy bài hay là bài nào cũng rê giọng của em. Tức là tùy nó bài có, hay sao? Nó tùy giai, tùy âm, nó tùy cái người nghệ sĩ. Tùy có người giống ta, giống người như ta, em á. Vậy là dễ lắm, nói cho anh Trọng nghe nè. Dây nữ thường là rê thứ. Đó, rê thứ. Đó gọi là hò năm. Tức là à, cô nào thứ là đều rê thứ hay cái sao? Cái đó là những người hát khỏe đó. Khỏe. Có những người giọng họ xuống thì họ sáu đây. Nó gọi là tư rưỡi. Tư rưỡi. Là đô thăng thứ. Đô thăng thứ. Còn người okay. hát họ tư là đô thứ. Đô okay, thứ. Okay. Nhưng đối với nam, đối với nam thì có hai cái tông. Tông la thứ là nó gọi là dây xề. Xề kép. Xề kép. Là cao nhất á. Thì cái đó là gọi là giọng của tenor. Đó, còn son thứ là trung bình là bariton đó. Thì như trí tâm là giọng gì? Son trí tâm là giọng gì? Trung bình thứ, trung bình. Son thứ. Ủa bữa nay mình phỏng vấn Ngọc Trọng, Ngọc Trọng phỏng vấn phỏng vấn về chương trình của nhưng mà các chị có biết á, các bạn trao đổi của các bạn có quen với người Mỹ á, khi mà họ coi cái những cái tuồng cải lương của mình á, thì họ nói cái những cái tuồng cải lương của mình á như là Vietnamese Broadway.
hay là Vietnamese opera. Opera, đúng rồi, opera. Nó gọi là gọi Vietnamese opera. Opera. Hay là Broadway, nó Broadway của Hoa Kỳ. Giống như nhạc kịch, vừa hát, vừa đúng nói, rồi. Vừa diễn, vừa nhảy, vừa đủ thứ. Đúng rồi. Dạ. Yeah. Yeah. Rất là hay. Đó thì... thành thử là vậy đó. Không, tức là tại vì thế này nè, tức là anh muốn hỏi là nếu mà bên phòng cổ có những cái kỹ thuật nào để mình hát cao hơn nữa chứ không gì đó, áp dụng cho chính anh thôi chứ không gì đó. Rồi thì cuối cùng anh cũng phải tôi lên một tông nữa, thí dụ giờ mình muốn hát hơn bình thường. Không, giọng của anh Trọng á thì nếu mà hát là dây son. Son thử. Son. Anh hát la không nổi tại nó là tay non. Số mạng của anh cái thanh quản tới đó nó cho tới đó thôi. Anh đâu, anh có muốn lên như là Tuấn Ngọc hay là em biết Phương không được đâu. Ráng vươn lên mà không được. Nhưng bây giờ như là Hương Lan với em. Chị Hương Lan á mà ca giọng không khác. Chị Hương Lan á là cùng chung loại nhạc. Nhưng mà khi ca cổ nhạc á là chị Hương Lan cao dây hò năm. Là cao hơn em. Tức là cao hơn. Nửa tông. Cao hơn. Em có 4.5. Đó, thành thử rằng nó khác. Đó, mà Tân Nhạc cũng vậy luôn đó anh. Là chỉ cao hơn em một nốt. Cao hơn chút hả? Dạ, cao một nốt luôn. Thôi bây giờ trở lại với những sáng tác của anh Ngọc Trọng đi ha. Mình bỏ cái qua bên đi, bây giờ mình đỡ lại cái sáng tác anh Trọng đi. Anh Trọng ơi, như vậy là thường những bài hát mà anh sáng tác đến thời điểm hiện tại đó thì nó bắt nguồn từ những cái sự việc nào cho nên anh mới ra một bài hát anh? Tại vì theo đơn đặt hàng hay là cảm đơn đặt hàng cũng có những cái theo đơn Ngọc Trọng viết theo đơn đặt hàng nhiều hơn. Có những bài theo đơn đặt hàng chứ chả như Thanh Hà Ân Tình Mong Manh đó. Cái bài anh vừa hát là thực ra lúc đó là đặt hàng đó chứ. Tức là lúc đó Thủy nói là có một ca sĩ mới muốn cần một cái bài để có một cái Thanh Hà hát đầu tiên bài đó trên Thúy Nga. Rồi sau này nhiều ca sĩ khác thâu. Và thực ra thế này là thưa quý vị là nhiều khi không phải cái chuyện đó của mình. Nhưng mà mình là mình đọc một cái câu chuyện hoặc là mình xem một cái phim có thể mình cũng cảm động mà mình cũng viết được. Chứ không bắt buộc phải là cái chuyện đó, phải là cái chuyện đau thương của mình. Đó, cái vấn đề là cái điểm đó. Hoặc là mình chỉ cần mình ngồi mình nghe thôi. Chả mình vô tình nghe Phong đang kể một cái tâm tình nào đó với một người nào khác thôi. Tức là mình over here thôi, nghe đúng lén thôi. Nhưng mà mình vẫn có thể có cảm hứng được. Mình liên tưởng đến câu chuyện đó liên quan đến mình. Sao mình đặt bút xuống mình biết. Cho nên là không bắt buộc là như khán giả thường hay nghĩ là cái chuyện đó phải xảy đến với người đó. Đúng. Tất nhiên xảy đến thì cũng có tốt, cũng có những người viết cái tâm sự thật. Chẳng như anh Vũ Thành An thì anh có vài cuộc tình anh có nói đó, là anh viết thành cái không tên đó. Nhưng mà không bắt buộc, ý chúng tôi muốn nói là không bắt buộc. Tại vì chính Quốc Dung đã từng nói với tôi có những bài mình nghe trong đó đau khổ lắm. Ông bảo không có cái này hoàn toàn ta đặt hàng. Nhưng nghe thì đau khổ lắm. Nhưng mà đặt hàng thì khoảng bao lâu thì anh có được một bài anh? Khi mà viết quen như bây giờ đó thì tương đối viết lẹ, có thể là vài tiếng đồng hồ thôi. Vài tiếng đồng hồ thôi là có thể hoàn thành nếu mà mình có hứng. Nhưng mà tại nó đã thành một cái job rồi, bây giờ mình viết quen rồi. Tại vì anh đâu phải người mới đâu, anh viết cả 100 bài rồi. Vấn đề là thế này, mình tung ra được hay không? Tại vì cái này cái hệ thống quý vị thấy hơi khó. Nói thẳng là nó phải đi theo cái channel, trình phong là trong nghề biết rồi. Cho nên người ta có chịu lăng xê không? Cho nên anh vẫn còn nhiều bài. Không, thực sự anh Trọng có những cái bạn rất là hay. Có điều là tại vì sao? Nó cũng là cái số ảnh xui nó vậy đó. Tại biết sao không? Cái lúc mà những cái bản nhạc anh viết rất là hay. Nhưng cái giai đoạn đó thì cái dòng nhạc của Phượng Mai ăn khách hơn. Cái dòng nhạc của mình gọi là nhạc trữ tình, nhạc hay là bây giờ họ gọi là bolero. Thì cái dòng nhạc đó nó bán trên thị trường nhiều hơn. Thì mấy trung tâm lại đặt theo cái dòng nhạc đó nhiều hơn. Lâu lâu có một cái chương trình đặc biệt như là Thúy Nga bên Thủy nói đó, thì anh Trọng mới lâu viết lâu những mới cái đưa, bản. Đúng, anh Trọng mới viết những cái bản để cho cái chương trình đó theo thôi. Theo đơn đặt hàng. Theo đơn đặt hàng, đúng không? Có điều là vậy nè, hỏi anh nè. Bắt đầu là viết nhạc xong rồi, tôi lôi anh vô trong ngành truyền thông. Vậy thì bây giờ là anh làm sao anh phân con người của anh rõ ràng giữa hai cái vai trò này? Đúng rồi, thì bây giờ con người mình đó, giống như cái có mấy ngăn kéo đó, có lúc mình kéo cái này ra, có lúc mình lại kéo cái kia ra. Cho nên nhiều người bây giờ gặp tôi nói là bây giờ chúng tôi nghe ông nói tin quen rồi, bây giờ thích nghe tin hơn. Tôi được ông đừng có dính văn nghệ, chính họ còn khuyên anh đây đừng có dính gì tới văn nghệ hết đó thì ta. Nhưng mà có lẽ mình phải đúng đó, mình phải sắp ra. Có lúc đó thì mình, tại vì tin tức thì Phong biết rồi, rất là thực tế. Nhiều khi nó rất là có những cái chuyện mà không có vui. Nhưng mà đối với âm nhạc đôi khi mình phải thả hồn, mình phải sống trong cái thế giới của mình, phải lãng tử, ra coi lãng cái thế giới, thì thế giới giống như tin tức là phải thực giống tế. Như anh Phong nè, mỗi lần đọc tin tức xong đó vậy, quý vị ơi, quý vị lát nữa nha, quý vị còn nửa tiếng nữa, quý vị vô cái channel Phượng Mai nha, nãy giờ nghe là cũng hơi bị nhức đầu rồi, thành thử ra là nhưng mà Khánh Hoàng thấy cái điều đó mới là hay một người nghệ sĩ đa năng đó anh. Khi mà anh làm tin tức thì anh xuất hiện trên truyền hình, còn khi anh trong vai trò là một nhạc sĩ, là một ca sĩ thì anh xuất hiện trên sân khấu, đúng không anh? Mình sẽ phân rõ ra.
Thật sự có rất nhiều người vẫn chưa có hiểu đó, anh Trọng là người phân được. Nhưng mà có nhiều người nghệ sĩ cũng ra làm tin tức, nhưng họ không phân biệt được. Họ không phân biệt được, họ vẫn coi cái nghề làm tin tức là một cái entertainment. Nhưng mà đó không, đó là một cái nghề professional. Đó là một cái nghề chuyên nghiệp riêng. Mặc dù nó có ảnh hưởng, nó có sự liên hệ với ngành giải trí, nhưng nó là cái nghề chuyên nghiệp riêng, chứ nó không có dính tới văn nghệ. Nhưng có nhiều em sau này qua thì cứ nghĩ là đọc tin tức này nọ, nó cũng giống như là một bản nhạc, hát một bản nhạc. Họ vẫn còn lầm lẫn ở trong cái vấn đề của cái nghề. Cứ thấy xuất hiện trước công chúng, người nghĩ là giải trí. No. Xuất hiện trước công chúng là nó có nhiều cái vai trò khác nhau. Nghệ sĩ sân khấu khác, cái người mà tường trình một cái bản tin khác. Nên anh Trọng là cái người phân tích, nó là từng cái học. Tức là khi mở cái học của truyền thông ra thì anh chỉ biết truyền thông thôi. Đóng cái học ở lại, mở cái học kia ra thì làm bên kia. Ảnh phân biệt rất rõ ràng. Mình phân tâm được cái con người mình, đúng. Nhưng mà cái mà mình xuất hiện, Trần Nhật Phong nói thì chúng tôi cũng đồng ý là cái đó là con dao hai lưỡi. Mình xuất hiện nhiều cũng có cái lợi, là người ta thấy cái hay của mình. Hình ảnh mình hoài. Dạ, nhưng mà nếu mình làm dở, người ta thấy ngay. Dạ. Đi làm mà không có thành công, ta nhìn ta biết. Anh yên tâm, đi làm dở là không được làm nữa đâu. Đó rồi. Vậy là, dạ. Bị lay off rồi, dạ đúng, bị lay off. Không mà đó bạn biết không, Phong với anh Trọng làm tin nó vui lắm. Hồi mà làm cho Bình và chị Quỳnh Trang cái đài VPN á, là lúc đó bạn biết là Phong là chỉ phụ trách về cái phần tin Phi Châu, với chuyên gia chỉ trên Phi Châu với Trung Đông mà. Còn ông này là chị, ông này là chị tin Á Châu. Á Châu. À, hả? Ông này chị tin Á Châu, và lúc đó làm á rất là vui. Quang biết lúc đó có gì không? Chưa có cái Smile Shop chưa đấy. Nguyễn Quý Đức lấy kéo cắt. Cắt dán. Lấy kéo cắt dán. Dán thành một bản tin. À, lúc đó chưa. Cực quá hả? Lấy kéo cắt chưa, rồi. Chưa có copy paste gì đó. Lúc đó chưa có copy paste. Đó khó nữa. Thôi khó lắm. Cắt. Cực lắm. Cắt. Cắt edit bản tin là cắt không. Mình dịch xong rồi. Không phải, mình dịch xong mình đánh máy ra đó. Là bắt đầu Nguyễn Quý Đức ngồi cắt. Cắt ráp bản tin lại cực lắm. Bây giờ cho trở về đâu dám trở về. Nhưng mà nói chung ra đó là mỗi một cái nghề có cái vui, có điều là anh Trọng có bao giờ anh nghĩ là sau một cái thời gian anh viết nhạc rồi, sau một cái thời gian làm truyền thông, có bao giờ anh nghĩ anh sẽ đi vào cái vết xe của anh Ngạn là viết sách không? Chưa đâu, cái đó thì chưa nghĩ thế. Chưa. Khánh Hoàng rằng tại vì thế này nè, sorry Hoàng, là anh Ngạn á, anh ấy hơn anh một cái là anh kiên nhẫn lắm, anh chịu khó ngồi bỏ bao nhiêu giờ đọc sách rồi. Anh thì cái tính anh ham vui rồi, không biết đôi khi anh không kiên nhẫn mà thì nãy nói đó là phóng khoáng. Dạ, phóng khoáng, không kiên nhẫn mà anh Ngạn. Là... anh sẽ không bỏ nhiều giờ, chịu bỏ nhiều giờ. Ông Ngạn chịu khó ngồi ông tày mà ông kiếm sách này cái kia, khi mà ông sách mỗi người kiểu. Dạ, đó là cái ý mà Khánh Hoàng tính nói hồi nãy đó, là tùy vào mỗi người, mỗi đúng người rồi. Có người rất là năng động, còn một người rất là tịnh, họ muốn tịnh, họ muốn yên tĩnh để mà họ viết những gì họ suy nghĩ. Còn như anh Trọng thì Khánh Hoàng biết anh là người ở đây bên này nọ, thì anh có nhiều bạn nữa, anh cũng có và nhiều bạn. Và cũng có một cái là người ta nói có lẽ cũng đúng, tức là mình vô một cái thế giới mà nó cần phải active. Nhưng mà anh thì bản chất anh lại là người rất là low-key, Phong biết đó. Anh không có quậy lung tung, tức là anh tùy anh, bản nhạc người ta yêu cầu gì anh viết theo cái yêu cầu thôi, chứ anh không cố tình vận động. Còn có những người em thấy họ chạy lung tung, họ gọi phone đó, thì ý nói là cái bản chất đó là đầm và con người mình rồi, thành ra là cái đó mình chịu thôi, mình làm không được. Phong biết tánh anh, tại vì á anh Trọng là viết, anh không có kiểu mà cầm bản nhạc để đi chào hàng đó, thí dụ như vậy. Còn những nhạc sĩ ở trong nghề đó, khi mà họ viết một bản mới hay hoặc vài bản mới đó, họ chịu khó họ chào hàng. Chào hàng với ca sĩ, chào hàng với trung tâm, đúng không? Còn anh Trọng thì anh biết cái để đó. Có thể ai... có thể đó là khuyết điểm của anh đó, nhưng mà mình đó là cái tánh trời xanh rồi, mình chịu thôi. Thì thật sự Hoàng biết ngày này có một tác phẩm mới mình muốn chào hàng, đúng. Thì thông thường những nghệ nhạc sĩ họ chủ động hơn. Anh Trọng thì anh thuộc dạng ok, viết để đó, ai thích thì lấy. Còn muốn đặt hàng mới thì tôi viết hàng mới. Đa xin, anh mỗi là người, thuộc cái dạng thực tế lắm. Mỗi người một cái tánh khác nhau. Không, tức là nếu Phong là nhạc sĩ là tốt đó, tại Phong là active lắm. Đó, người Phong là hợp với đó, đó. Tức là khi có gì mới là push. Trời, viết truyện hay lắm, viết truyện, viết kịch hay đúng lắm. Đúng rồi, thì Phong có nhiều khả năng. Nhưng mà anh đừng chỉ qua viết nhạc mốt bỏ mấy nghề khác uổng lắm. Đúng rồi. Thôi, không dám đâu. Ông này không viết nhạc rồi, có điều là như vậy. Thật sự á, bỏ những cái xung động về chính trị ra một bên. Thật sự trong cái ngành viết á, Phong phải nảy hai người. Thứ nhất là anh Duyên Anh, thứ hai là anh Ngạn. Tại vì sao? Thứ nhất, viết rất nhanh. Thứ hai, trí nhớ
khán giả khen Phong trí nhớ giỏi. Hai người này trí nhớ còn giỏi hơn Phong. Đúng rồi. Không có trí nhớ chứ không ngại. Cái trí nhớ đó, tại sao? Anh Ngạn đó, cái không nhớ hồi mà hai anh em chơi, ảnh từ Canada ảnh bay qua ảnh thâu cho Thúy Nga đúng không? Hồi đó thâu audio rồi soạn chương trình cho Thủy á. Một chuyến bay từ Canada Toronto mà bay qua Orange County mình đó khoảng 5 tiếng. 6 tiếng trên trên máy bay ảnh viết xong một tác phẩm. Đúng rồi. Không lẽ, không lẽ. Trên máy bay ông viết xong một tác phẩm bao nhiêu trang chắc cũng mười mấy hai chục trang đó à, một tác phẩm của ông viết là cả trăm trang đó mà cũng nhiều lắm 5 tiếng sẽ viết cả trăm giờ, cả trăm anh viết tức là một tác phẩm thôi à. Nhưng có đề là Phong thích là mình thích anh Ngạn cái chỗ là cái gì biết không, cái giai đoạn trước, tại vì lúc trước anh Ngạn anh viết là viết theo cái cảm xúc, những cái tác phẩm như là Trong Quan Tài Buồn hay là những cái tác phẩm đó là anh viết theo cái cảm xúc và cái ảnh phản ảnh cái xã hội. Còn sau này thì vì khi mà bắt đầu vào sinh hoạt văn nghệ thì anh đã chuyển qua anh viết theo cái đơn đặt hàng của trung tâm, những cái chuyện ma những cái thì nó mất đi cái thị hiếu của khán giả, mất cái hồn, nó mất đi hết cái lửa rồi, mất đi hết cái lửa rồi. Nhưng mà miễn sao khán giả thích là được rồi, khán giả thích, khán giả thích nhưng mà nó không có giá trị lâu dài. Còn những cái tác phẩm mà trước khi anh Ngạn cầm cái microphone đứng lên sân khấu là những tác phẩm đó cho tới giờ phút này người ta vẫn tìm mua những cuốn sách đó. Tức là trước khi vô Thúy Nga là anh đã biết cả trăm chuyện ngắn. Đúng rồi, chú Ngạn nghe chuyện, đó anh biết chuyện ngắn. Thích nhất là chuyện Việt Kiều. Cười lắm đúng, cười Việt Kiều viết chuyện hay mà anh chưa giờ về Việt Nam mà chưa bao giờ về bài đúng, trò Việt Kiều. Ông chỉ nghe kể thôi mà viết rất là hay. Đó từ thì bởi vì suy nghĩ nhưng mà từ cái... nhưng mà những tác phẩm đó người ta nhắc hoài mà người ta vẫn mua. Đó thì cái khác cái chỗ đó thì anh Duyên Anh cũng vậy, Duyên Anh viết rất là nhanh. Cái lúc mà lần cuối cùng không gặp anh Duyên Anh là năm 97, là sau khi đó anh về Pháp anh chết á. Trong cái đêm mà ở trong nhà của Minh Ngữ đó, chỉ có một đêm đó thôi anh viết xong cái tác phẩm cuối cùng là Ca Dao Về Với Mẹ đó. Viết lẹ lắm chứ. Viết rất lắm. Nhanh. Trong đầu họ tuôn ra rất là nhanh. Mà nói chứ các bạn rất là nể với người mà tác giả viết á. Viết gì mà nhớ cả chục nhân vật trong đúng, cái câu chuyện của mình. Đúng, phải nhớ các nhân vật đó, đúng. Chứ nếu không lộn liền. Giống như là Kim Dung á, với cái trăm nhân vật trong bộ truyện của mình. Mà những cái nhân vật đó liên kết với nhau, như vậy là người này người kia. Những người đó liên kết với nhau sao, dây mơ rồi má sao mà hay. Không thì đó. Họ viết họ có vẻ sơ đồ ra không mà sao mà viết. No. Sao viết liên kết với nhau. Viết ra rất là nhanh. Hay. Viết là thật sự thì anh Trọng thì có cái biệt tài. Là ảnh được một cái hồi lúc mà vô làm á. Mà mấy cái chữ tiếng Anh á mà mình không kịp dịch tiếng Việt á, hỏi ông này. Ông tuôn ra liền. Anh là song ngữ không? Bilingual. Từ điển sống, tôi gọi là từ điển sống. Anh biết tiếng khác không anh? Anh đọc, anh biết tiếng Pháp hay tiếng Pháp gì? Anh biết không bằng tiếng Anh nhưng mà cũng biết chứ. Thời xưa là học hai sinh ngữ. Thời của anh là bắt học hai sinh ngữ hết á. Bây giờ hai mươi mấy năm đánh giá lại thì anh thấy như sao? Đánh giá lại cái sinh hoạt của anh ở trong cái lĩnh vực văn nghệ và lĩnh vực truyền thông. Thì anh thấy rằng cái lĩnh vực nào mà anh cảm thấy là nó giúp được tại cho vì anh hơn? Nếu mà nói cho đúng đó, anh là cái loại người mà hơi thụ động. Tức là ai lôi anh ra anh mới làm thôi. Cũng như cái bộ truyền thông là ông này vô lôi anh ra. Chứ hồi xưa anh không nghĩ đến khả năng đó. Tóm tắt là anh không phải chủ động. Đó, không chủ động. Và hồi xưa anh cũng chỉ đờn ca thôi. Không nghĩ tới viết nhạc, không bao giờ nghĩ tới đó. Bắt đầu qua đây này, mới viết những bài đầu tiên đó. Thì là tự nhiên mình biết rằng là mình cũng có khả năng đó. Chứ thực ra trước mình không nghĩ tới. Mình chỉ lo dợt ngón đàn, rồi lo hòa với mấy anh em trong ban nhạc rồi đó. Khánh Hoàng đoán biết được là phong cách anh rất là hoang dại. Tức là tình mình làm gì theo ý của mình thôi. Không theo một cái khuôn khổ và không có ai push tác động cho mình hết. Đúng không rồi. Anh là tương đối là thích sống phóng khoáng. Cho nên bây giờ cái gì đưa đẩy chẳng bây giờ tự nhiên đưa đẩy làm tin thì anh thấy nó cũng có cái vui trong đó. Đúng rồi. Đó. Yeah. Trước tới đẩy vô nhạc thì anh cũng có cái vui và bây giờ nó thành thói quen rồi. Anh đã làm tin cả mấy năm nay thì nó thành thói quen. Em nhưng nghĩ mà... phong khoáng là hay nhất. Nó tự nhiên. Nhưng mà còn chạy thôi, chạy Phong còn xa lắm. Phong thì chạy lẹ lắm. Thôi để tiếp tục chương trình, Khánh Hoàng sẽ hát một nhạc phẩm mà Khánh Hoàng thấy anh viết bài này cũng rất là hay. Hay từng cái lời, hay từng cái nhạc vừa thứ rồi qua trưởng, trưởng qua thứ rất là hay. Lần đầu tiên Khánh Hoàng hát nhạc phẩm này và Khánh Hoàng nghe chỉ mấy lần thôi, hy vọng là hát bài này sẽ đúng cái ý của anh. Đó là bài hát được mang tên Tình Trong Dĩ Vãng, sáng tác của Ngọc Trọng. Của Ngọc Trọng. Chưa đêm cứ gió xuân sao, cuộc đời ta gió mưa là bao.
tình yêu như giấc chiêm bao, dòng thời gian cuốn em đi về đâu, tìm trong hiu hắt đêm sâu, tìm trong bao xót xa thật đau. Ngày vui ơi đã qua mau, còn ai đang khóc tơ duyên ban đầu. Tìm trong ta bao dấu lạ, dĩ vãng ấy chưa hề phai nhòa. Em đã ra đi ngày ấy, đau thương từ đây đông đầy. Trời còn phân chia chúng mình, chút tiếng nhớ cho một bóng hình. Thôi tranh chỉ thêm sầu uất, đau thương lần nữa cho vừa. Kỷ niệm xưa vẫn nâng niu, lần yêu xưa chắc không hề quên. Đừng làm tim xót xa thêm, một lần say đắm bao nhiêu ưu phiền. Trời đêm khuya gió xuân sao, cuộc đời ta gió mưa là bao. Tình yêu như giấc chiêm bao, dòng thời gian cuốn trôi em về đâu. Tìm trong hiu hắt đêm sâu, tìm trong bao xót xa thật đau. Ngày vui ơi đã qua mau, còn ai đang không tơ duyên ban đầu. Tìm trong ta bao dấu lạ, dĩ vãng ấy chưa hề phai nhòa. Em đã ra đi ngày ấy, đau thương từ đây đông đầy. Trời còn phân chia chúng mình, chút tiếng nhớ cho một bóng hình. Thôi tranh chỉ thêm sầu uất, đau thương lần nữa cho vừa. Kỷ niệm xưa vẫn nâng niu, lần yêu xưa chắc không hề quên. Đừng làm tim xót xa thêm, một lần say đắm bao nhiêu ưu phiền. Một lần say đắm người yêu. Hay quá. Trời ơi, đúng không anh? Nó ca đúng không anh? Không, anh thấy mấy cái lời đó họ viết sai. Hình như không đúng ý của anh không? Không đúng. Bởi vì không, tức là sai đó, tại vì có nhiều dạ, bài chữ sai. Dạ, bài chữ đó họ không nghe rõ, họ cứ viết đại đó. Dạ. Đúng rồi. Nét hay bị cái đó lắm. Nhưng mà cái melody đúng anh ha. Cái melody. Dạ. Nhưng mà có mấy cái chỗ mà anh bỏ trường cái thứ hay. Hay quá. Cái đó là dễ bị lỡ lắm. Khánh Hoàng so ra là bây giờ hát truyền cảm hơn hồi xưa nhiều lắm. Anh còn nhớ những năm đầu tiên đó, bắt đầu vô giới văn nghệ anh còn nhớ. Nghe chưa? Dạ. Giờ là không có lần nghe chưa? Không, nhưng mà thật sự anh Trọng nó đúng. Tại vì cái lúc mà gặp Khánh Hoàng, lúc mà thi ở trong vũ trường Ritz của chú Ngọc Tránh á, cái giọng thì tốt, nói thì rất là dày, nhưng mà lúc hát thì vẫn còn ấy. Bây giờ là
có cái độ dài dặn, có feeling không có lưng nghe chưa? Dạ dạ, nhưng mà nghĩ cái đó đúng, bởi vì khi mà mình còn trẻ đó thì mình còn máu rất nhiều, à, đúng rồi. sung mãn, đúng rồi. Nhưng mà mình chưa từng trải qua nhiều. À, nhưng mà khi có mà mình coach mình là Phương Mai rồi đó, coach mình... không có lần nghe chưa? Dạ tốt, có coach dạ, quá dạ, anh Ngọc Trọng ơi, anh cứ tưởng tượng đi, một tuần mà em cứ làm 6 bài vậy đó, 6 bài mới vậy đó. Dạ. Đó là một cách improve đó. Dạ, improve lắm, a lot. Rồi mai mốt đó em ngồi em nghĩ, em nằm dựng gác tay trái suy nghĩ, em mới thương chị Phương Mai. Dạ, dạ em thương nhất là ngày 11 với ngày 15. Cái đó nghe thử nghe sửa nhiều, nghe sửa thương ngày đó đó nhiều hơn. Nghe sửa nhiều quen quá à. Quen lắm. Anh Nhân Hoàng cười túm tím nãy giờ làm tin tưởng. Ok anh Trọng, bây giờ là cười. Mình nãy giờ mình nói rất nhiều những cái chuyện của anh em mình và những cái sinh hoạt của anh. Như vậy thì một câu hỏi rất là nghiêm túc. Cái dự tính của anh, mặc dù cái tuổi đã lớn nhưng mà cái sinh hoạt nó vẫn còn. Anh có những cái dự tính gì trong những cái bước đường sắp tới, nhất là sau cái trận đại dịch này, cái văn hóa nó thay đổi hoàn toàn cái cách suy nghĩ của người ta, cái cách sinh hoạt của người ta. Thì theo anh, cá nhân anh có cái dự tính gì? Đây, nhân dịp này đúng, bây giờ Trần Nhật Phong hỏi một cách nghiêm túc, anh cũng muốn nhân cái dịp này anh nói về cái đường hướng âm nhạc là thế này, là nếu mà theo bây giờ đó mình thấy đó, làm như nó đổi một cái chiều hướng. Bây giờ cái hướng nhạc đang đi mà một hướng, không biết quý vị có để ý không, nhưng mà tôi là người viết nhạc nên tôi để ý, tức là cái test nhạc dường như bây giờ nó thay đổi. Ý tôi nói trong nước đó, tất nhiên họ lâu lâu họ vẫn có bài hay, chứ mình không phủ nhận họ vẫn có những bài giá trị, nhưng còn đa số là nhạc thị trường nhiều quá, nó cứ giống nhau. Và nhiều khi thậm chí là họ lấy hẳn một cái bài hit của Nhật, của Đại Hàn, thì họ sẽ sửa chút, có thể là cái nhu cầu cần gấp quá, bởi vì trong nó quá nhiều ca sĩ mới, cho nên cái người nhạc sĩ có thể nó là bị áp lực nhiều khi viết. Tại vì có những nhạc sĩ khi qua đây uống cà phê, mà tôi đã từng uống cà phê tôi nói chuyện với những nhạc sĩ sau này đó, họ nói nhiều khi một tuần phải viết 10 bài. Cái anh nói, cái đó người ta gọi là đạo nhạc đó. Đó, bởi vậy mà bây giờ mà ý tôi tự nhiên nói là tại sao khán giả trong nước bây giờ nghe dễ dàng lắm. Cái bài, tức mình thấy nó like tùm lum, nó không có một cái original. Trong khi mình viết, mình cố gắng phải có cái là lạ trong lời cũng như trong melody. Nhưng mà bây giờ hình như là trong nước có những bài gì đâu mà mình thấy trong đó cũng coi cả mấy trăm ngàn view, tức là... Cái triệu view. Tức là anh sợ là cái hướng nó đổi, có nghĩa là những bài hay người ta không còn thấy hay, những bài ngày xưa mình thấy cái melody đó là hay, thì bây giờ đó là cái mà tôi đang phân vân, tôi đang lo nghĩ trong đầu. Đúng. Anh Trọng có cái nhận định rất đúng. Yeah. Tức là cái sự thay đổi với lại cái mức mà nó gọi là để đáp ứng được cái nhu cầu của một cái xã hội mở rộng tại Việt Nam, do đó thì những cái sáng tác nó một cách vội vã, nó thiếu nhiều những cái kỹ thuật ở bên trong. Đúng, nó thiếu nhiều những cái thăng trầm, những cái nốt thăng nốt trầm, nó viết ra cho kịp với thị trường. Cái anh Trọng đang sợ là những cái thế hệ kế tiếp này nó quen với cái khẩu vị đó. Yeah, thì nó sẽ không còn nhận ra được những cái hay đẹp của những cái văn hóa cũ nữa. Tại vì cái đó người ta biết cho là cái gì không, là phi nghệ thuật đó. Thì dạ. Đó, cho Khánh Hoàng có cái ý kiến như thế này. Khánh Hoàng là cũng thuộc lối cùng lứa mà cũng vừa tầm, thì Khánh Hoàng có suy nghĩ như thế này. Những nhận định của anh chị rất là đúng, nhưng mà Khánh Hoàng nghĩ rằng các em trẻ thì cái khẩu vị của các em nó như vậy, nó thích đơn giản, mộc mạc, gần gũi, mì ăn liền, gặp nhau bây giờ hồi xưa giống như là hẹn hò giống như ngày xưa nữa, gặp nhau là gặp mặt liền. Cho nên các em thích nghe những loại nhạc đó. Nhưng mà Khánh Hoàng nghĩ rằng trong tương lai, khi mà các em trạc tuổi như là Khánh Hoàng hay là trạc tuổi như anh chị đi, bắt đầu cái suy nghĩ của em chín chắn hơn, thì các em lại hướng về với những dòng nhạc cổ điển của mình. Khánh Hoàng nghĩ như vậy có đúng không? Mình hy vọng là như vậy đó. Nhưng mà cái điều đúng, mình hy vọng là qua cái lứa tuổi nào đó thì nó sẽ chọn lại cái dòng nhạc cũ. Đúng đúng. Nhưng mà có điều là cái với cái xu thế nó đẩy kiểu này đó, và cái văn hóa trong nước nó đạp quá nhanh đó, thì Phong sợ rằng là họ không còn có giờ để quay lại cái dòng nhạc cũ nữa. Nó bị fade out luôn. Cái đó là cái đáng sợ nhất mà anh Trọng đưa ra cái vấn đề rất là chính xác. Đúng. Là cái lo ngại nhất của mình là những cái thế hệ sau, sau nữa, những cái generation sau nữa đó, họ còn không có dịp cảm nhận lại những cái tác phẩm hay của những cái giai đoạn của 60, 70, 80, 90. Coi như khi mình sáng tác nó phải có một cái thời gian gọi là thai nghén, chứ không thể nào mà viết ảo ảo như vậy được. Viết cho có, nó gọi là viết cho có thì khác. Còn mình viết mình nhắm, nó phải có quality, có phẩm chất, có
có giá trị chứ không phải là viết cho nó có. Thì bây giờ thấy nhiều bài họ đưa ra lung tung mà bây giờ cũng bao nhiêu người, mấy trăm ngàn người view, tức là làm như cái hướng nhạc nó đổi đi sao? Dạ đúng rồi. Thí dụ ở đây bây giờ tôi nói thí dụ như gần đây có anh Toàn đó, Nguyễn Đình Toàn anh viết rất hay, viết nhạc đó. Và hồi xưa thì anh ít viết lắm, chỉ có cái ngoài đó đặt lời cho Vũ Thành An, nhớ một cái bài Em đến năm 50 và một bài thơ, bài thơ. Nhưng qua đây anh viết hay, nhưng dường như bây giờ cái người ta nó đổi đi cho nên không có được đón nhận lắm. Mà mình thấy rõ ràng là anh Nguyễn Toàn gần đây anh viết hay, là người viết có giá trị, mà có vẻ cái nhạc của anh cũng bị thờ lắm, qua cả chục năm rồi mình để ý đó. Thì cho nên mình sợ là không, kỳ rồi em có tới thăm ảnh, ảnh đã đóng tập thành từ những cái tập nhạc đó đâu ra đó lắm. Thì ảnh cũng có những cái dự tính, thì tại vì ảnh bị chăm sóc cho người vợ, thì người vợ ảnh vừa mới qua đời thì ảnh bị chăm sóc. Nhưng mà cái dòng nhạc của Nguyễn Đình Toàn, lúc mà mình đọc cái lời văn, cái lời nhạc cho tới cái ấy, rất là sâu sắc, rất là sâu sắc. Thì cái mình đang sợ, cái này Phong kể cho Hoàng nghe, lúc nãy Phong có nói là năm 93 tới Hồng Kông Phong làm cho hãng Ổ Sơn So đó, Phong chứng kiến cái quyền lực của cái người nhạc sĩ rất rõ ràng, nó không có bị mess up giống như trong thị trường Việt Nam. Là lúc đó đó, là trong phòng thâu, ông nhạc sĩ Phong không biết ông tên gì, nhưng mà cái cô ca sĩ đó mới của Hồng Kông, cổ hát không lên được cái nốt đó, cổ xuống mà cổ gần như cô năn nỉ, ông nhạc sĩ đã viết cái nốt xuống cho cổ. Đổi cái nốt. Ông nhạc sĩ nhất định nếu không hát được thì kiếm ca sĩ khác, chứ không thể đổi cái nốt của ông được. Đúng. Nhạc sĩ là phải có power. Cái đó. Power của người nhạc sĩ rất là... Đúng ra là phải có đúng. Power vậy đó. Đó. Đúng, còn đúng, ca sĩ Việt đúng. Nam trong mình đó, nhiều khi nó gọi điện thoại tới, nó nói anh Trọng ơi khúc này em hát lên không nổi, em xuống em nó đổi luôn cả không một được, cái melody không luôn cho cái phép, gọi không cho cái, phép cái gọi là lịch sự đó, không cần gọi luôn, tự không sự gọi đó, đúng không gọi luôn đó. Không không, cái đó đúng đó, cái đó là Phượng Mai là cái quyền đúng. Lực của cái người nhạc sĩ ở trong phòng thâu á, giống như cái người đạo diễn ở trong sàn quay, khi mà bước vô phòng thâu á là từ người bấm máy cho tới cái ca sĩ cho tới cái người quản lý là nằm xếp re hết. Mà ổng nghe mà hát không đúng một cái là ổng nói no, thâu lại. Nó gọi là quyền lực tối thượng đúng không? Đúng. Nhưng mà ở cái thị trường Việt Nam á, tại vì nếu mà nói về âm nhạc á thì mình sẽ phải có những cái show khác nữa, nói nó nhiều khía cạnh lắm. Bây giờ cái cạnh bây giờ gần đây mà nãy mình có nói một chút với Phong á, là vấn đề gần đây nó sẽ trở thành rất phức tạp, tức là cái thác quyền. Ngày xưa thì lấy tạp với lù, nhưng những bài của anh ngày xưa là các ca sĩ đây lấy thâu bừa bãi lắm, đâu có bao giờ hỏi anh đâu. Là họ biết là anh từ Canada qua, có những người anh là một người mới ở đây những cái năm đầu á, nhưng mà bây giờ là nghe nói là bắt đầu cái luật nó càng ngày strict, và bên Việt Nam có cái ý định nữa là mua đứt những cái tác phẩm đó, thì thành ra về sau anh nghĩ là nó sẽ phức tạp lắm, tại vì chẳng những nó tác quyền phía ngoài, còn cái tác quyền trên YouTube, rồi nó sẽ có những cái liên đới với nhau, và về sau sẽ kiện nhau lung tung, đúng không? Cái vấn đề tác quyền thì em đúng hiểu không, không? Hồi đó thì gì, nếu mà anh ra một cuốn CD hay là một cuốn video nào đó hay là cassette nào đó, thì khi mà cái lượng buôn bán á, nó không control được. Còn bây giờ những cái bài hát của anh á, chỉ có đường duy nhất là post lên YouTube thôi. Cho nên YouTube sẽ control cái bản quyền và sẽ thông qua cái vấn YouTube đề. Không có control. Ý YouTube là... chỉ là một cái platform. Đúng rồi, đúng rồi. Có đều là cái công ty nào họ nó claim lên YouTube. Kiểm soát được. Dạ, họ đó, tại vì ví dụ như cái công ty đó, họ ghi danh bên cục tác quyền hay cái gì đó, họ sở hữu cái đó thì họ đưa cái đó nộp cho YouTube, thì YouTube nó gắn với cái robot của nó thôi. Đúng rồi, đúng rồi. Đó, đó. Thì khi mà mình vừa hát lên một cái là tự động cái robot nó detect cái melody liền. Đúng rồi. Đó, chứ chính vì những cái đó mà cái khổ một cái á, là cái thị trường Mỹ đó thì nó đâu ra đó. Cái thì nhưng riêng cái thị trường Việt Nam nó bị phức tạp. Nó phức tạp thứ nhất. Nó phức tạp thứ nhất là cái sự không có rõ ràng ngay từ lúc đầu trong cái vấn đề quyền bản quyền sáng tác của nhạc sĩ từ trong ra tới ngoài nước. Thứ hai lại có thêm cái phần gọi là nhạc truyền thống. Cái sự ngộ nhận bừa bãi đúng không? Đúng rồi. Và thứ ba nữa là cái trong Việt Nam nó bị cái khôn vặt. Cứ nghĩ rằng mình đăng ký trước đó là mình sẽ có cái quyền. Đúng rồi. Nhưng mà họ không biết rằng đăng ký trước đúng anh có cái quyền, nhưng mà đến lúc mà nhúng vô mà kiện tới nơi tới chốn thì anh cũng thua, tại anh đâu có bản quyền, anh đâu phải là sở hữu của bản nhạc đó đâu. Bởi vậy hôm nay anh em nhắc cho anh nhớ luôn, anh nhớ kỳ rồi mình mời anh nhạc sĩ Trịnh Nam Sơn lên đó, là cũng giống như bữa nay với anh Trọng là đích thân anh Sơn ca bài của anh sáng tác giống như hôm nay. Đúng rồi. Mà anh có tin hôm qua cũng bị hả? Qua ngày sao qua bị ngày sao bị cái lúc đó anh Phong mới gọi anh Trịnh Nam Sơn đó, thì anh Trịnh Nam Sơn nói, anh Trịnh Nam Sơn nói đừng lo, để anh viết một cái giấy để mà đó là ông sao kỳ vậy, đó là bài của anh mà anh ca mà tao sao kỳ vậy, anh mới viết thì đưa lên,
nó mới tháo ra. Không phải thì là do bởi vì tao Phong nói là họ cứ ghi danh trước, họ cứ nghĩ là họ ghi danh trước. Ở trong đó thật sự những cái mà nó đàng hoàng, cái này cái nhận định của Phong là cái công ty Phương Nam. Cái công ty này á, là nó mua, ví dụ nó mua toàn bộ cái sản phẩm của bố Phạm Duy. Đúng không? Nó tọa độc quyền khai thác. Thì á, có điều là nó chỉ giới hạn trong Việt Nam thôi, không có ngoài này. Khi Phong gặp anh Duy Minh thì anh Duy Minh nói à tụi anh còn 4 năm nữa là hết hợp đồng với họ. Tức là 4 năm nữa là họ hết control trong cái bản quyền. Đúng không? Nhưng mà công ty Phương Nam nó rất đàng hoàng là nó chỉ claim cái phần của họ trong Việt Nam thôi. Họ không có claim ở ngoài này. Phải làm đúng luật. Còn những kẻ những cái khác á, nó claim vô tội vạ luôn. Nó claim vô tội vạ luôn. Cho nên lúc mà Phong làm cái channel cho chị Phụng Mai, cho chị Phụng Mai đó, là coi như là Quang biết rằng là đó, mình phải deal với họ liên tục. Là mình phải giải quyết tất cả những cái chuyện đó. Bây giờ còn kẹt nhất là cái VCBMC á, là cái cục bản quyền đó, thì họ vẫn chưa rõ ràng với mình ở ngoài này. Mà họ làm tương đối rồi nhưng mà chưa có rõ ràng. Tại vì ví dụ như cái bản nhạc của Mỹ Lan, Nhật Trường, thì cái đó mình nói chuyện với bên kia rồi. Nhưng mà những bản nhạc của bố Phạm Duy đó thì họ rõ ràng với mình, tại vì Phương Nam họ đã có cái thơ, mình có cái thơ, thì Phương Nam họ giải quyết với mình. Nhưng những cái công ty khác á, thì Phong nói với Hoàng là họ chỉ cần, ví dụ như là cách đây vài chục năm Phượng Mai thâu cho chị Lan Làng Văn một cái bản nhạc nào đó, rồi cái chị bây giờ chị Lan Làng Văn đem cái trung tâm chị bán cho một cái trung tâm trong nước, cái trung tâm trong nước nó lấy cái melody nó claim. Bây giờ tới mức Phượng Mai đứng lên hát lại bản đó, nó nói bản quyền của nó, trong khi mình đã xin phép nhạc sĩ bên đây bên rồi. Bên Mỹ mình đâu có cái luật đó. Cái đó là cái sự gian lận ở trong cái vấn đề claim bản quyền. Không gọi là sự gian lận. Mà bản quyền của tất cả nhạc sĩ ở đây phải nói là xứ Mỹ này nó có cái luật là không thể nào bán đứt. Không có bán đứt. Không có bán đứt. Mà bán đó đứt. Mà nhiều nơi nó... Đúng. Ví dụ như bản quyền, bạn phải hiểu. Ví dụ như tôi tới tôi đi với anh Ngọc Trọng. Anh Trọng ơi, tôi muốn sử dụng cái bản nhạc này của anh. Thì bây giờ đó anh Trọng nói ok, bây giờ Phong muốn sử dụng thế nào? Phong muốn cho Phượng Mai hát thôi không? Thì nó khác. Còn bây giờ nó no, ca sĩ nào hát em thâu tiền. Thì ok, anh Trọng cho Phong một cái giá. Anh Trọng sẽ nói ok, vậy thì cái thứ nhất là cái thời gian khai thác bản quyền Phong muốn bao lâu? 5 năm, 3 năm, 10 năm. Nó có cái luật hết trơn. Đúng không? Thứ hai là Phong muốn ở khu vực nào? Ở khu vực Á Châu, Việt Nam, ở khu vực Bắc Mỹ hay là Phong muốn trên toàn thế giới? Cái giá nó khác nhau. Đúng không? Và cái khai thác bản quyền, đó là cái luật bản quyền từ xưa tới nay. Nhưng mà cái thị trường Việt Nam á, nó đánh lận con đen. Và khi mà Phong nói chuyện với anh Trọng, Phong ký với anh Trọng là Phong phải disclosure cho anh Trọng. Đúng rồi. By law, tức là theo luật, là nếu mà Phong không disclosure đó, Phong chỉ cầm cục tiền Phong đưa anh Trọng, em lấy bản này nha, thì cái Phong về Phong claim bản quyền tùm lum hết á. Thì mai này á, anh Trọng quay ngược lại, anh Trọng nói no, anh đã gian lận rồi. Tại vì tôi, anh không có disclosure, anh không có giải thích rõ ràng từng điểm cho tôi. Thì trong luật bản quyền đó, nó tránh cho vì mà nhạc sĩ bị ăn hiếp, bị bóc lột sức lao động. Cho nên nó buộc tất cả các luật sư khi mà ký hợp đồng là phải đọc hết tất cả cái nội dung hợp đồng. Đúng rồi. Và phải disclosure đầy đủ hết. Nếu thiếu một điểm thôi là coi như là nó không giá trị, lên tới tòa là dù có chồng tiền đi nữa cũng thua như thường. Luật bản quyền rất là khó. Tại vì hồi xưa đó thì ví dụ như họ chỉ lấy họ thâu CD, mình đâu ngờ sau này nó phát triển quá, bây giờ lên YouTube nó lại là một cái gì khác. Đó, nó càng phức tạp nữa. Quang hiểu không? Ví dụ như ngày xưa. Okay. Không, ví dụ như ngày xưa anh Trọng hay Phượng Mai thâu cho một trung tâm, họ chỉ biết CD hay là video, home video thôi. Thì lúc đó đâu có YouTube đâu. Nhưng mà bây giờ có YouTube, những trung tâm đó họ đem những cái video này họ bỏ lên YouTube là họ vi phạm luật bản quyền. Đó, vi phạm. Lý do họ bỏ lên không phải họ vi phạm, họ có trách nhiệm phải thông báo cho anh Trọng biết hay là Phượng Mai biết là tôi đã có thêm một cái platform mới, tôi bỏ lên trên đó và tôi đã thâu lợi nhuận. Nếu họ nói là có thâu lợi nhuận thì bắt buộc họ phải chia cái lợi nhuận đó qua cho cả hai người này. Còn nếu họ nói ồ tôi bỏ lên đó cho mọi người thưởng thức thôi, không có lợi nhuận, thì lúc đó nó khác. Còn nếu mà họ bỏ lên đó mà họ lấy quảng cáo, họ thâu lợi nhuận, thì họ phải canh theo cái phần trăm đó chia lại. Cái này là Phong làm việc với lại từ Hollywood từ lâu, không biết. Ví dụ như là hôm trước Phong có kể cho Phong với Joseph Hill có kể đó, là ví dụ như là cái họ quay cái phim đó cho mình, đúng không? Thì trong trên nguyên tắc họ nói là họ chiếu ở trên rạp, sau đó là họ phát hành ra DVD, rồi họ chiếu trên những cái network của Mỹ. Thì khi họ trả tiền cho mình là họ đã cover hết mấy cái đó rồi. Nhưng vài năm sau tự nhiên cái nước ở bên Việt Nam nó mua bản quyền của những cuốn phim đó, nó chiếu trong thị trường Việt Nam, bên Á Châu mua, thì tự động hãng phim nó gửi cái check về cho Phong. Đúng rồi, Mỹ là như vậy đó. Nó không nói, nó tự động nó gửi cái check về cho Phong.
dù cái check đó có vài đô la thôi, nhưng mà nó rất là rõ ràng trong vấn đề đó. Nó rất là rõ ràng. Rõ ràng. Chứ không phải là ô tôi thâu anh Trọng một lần xong tôi khai thác suốt đời luôn, cứ ra platform mới tôi bỏ lên mà tôi không trả cái nào cho anh Trọng, cái đó không đúng. Không được, không đúng. Cái luật bản quyền nó bảo vệ cho tất cả những nghệ sĩ rất là chặt chẽ. Tức là nói tóm lại là cái luật Mỹ tác quyền nó rất là gắt gao, nhưng mà vì cộng đồng mình trước giờ cứ lờ đi, không có tôn trọng. Với lại mình nó thành cái thói quen luôn. Đối với cái platform này, đối với cộng đồng mình cũng còn quá mới mẻ. Cho nên nó còn bị loạn, nó đang loạn. Không mới. Chưa mình chưa hiểu rõ. Nói chung là nhiều nhạc sĩ vẫn chưa hiểu rõ, bởi vì họ chưa hiểu cái cách vận hành của YouTube nó như thế nào. Và cái vấn đề mà từng cái giai đoạn mà phải phát hành ra sao á thì họ chưa quen. Thì qua những cái sự chia sẻ của mấy anh đó thì chắc chắn quý vị khán giả hoặc là những quý vị nào mà những người nhạc sĩ đó thì sẽ hiểu hơn cái trình tự của một bản nhạc của họ sẽ đi về đâu khi mà họ giao cái bài hát đó cho người nào. Đúng. Và mình nhìn chung á là nếu khó khăn về tác quyền của đó, các cái chương trình nhạc sẽ khó vì họ sợ đụng những đúng tác giả, cho nên đúng không? Thành ra bây giờ cũng kẹt lắm. Giả bây giờ trong 30 tháng 4 là họ rất muốn hát nhạc lính của anh Nhật Trường mà bây giờ bị kẹt, thí dụ vậy là không thật sự như vậy, đúng không? Nó có những cái đúng cho nên á, cái mà hay nhất của YouTube là chỗ này, là thay vì anh Ngọc Trọng phải giao quyền cho một công ty nào đó, không cần, đúng không? Anh Chọc Giọng chỉ làm một cái account riêng với YouTube và nói hết những bản nhạc đó của anh, đúng, anh làm bản quyền. Thì bây giờ tất cả những ca sĩ nào hát thì tự động cái tiền đó YouTube nó trừ lại, nó bỏ vô trong cái account của anh ta. Yeah. Thì như vậy nó đó. Bỏ vô account anh. Thứ nhất là cái đó bản là... nhạc đó ai hát cũng được. Đúng. Và thứ hai là anh nhạc sĩ anh control được cái sản phẩm của anh mà không có một cái trung tâm nào nó lợi dụng được. Đúng. Đó là cái hướng đi sắp tới. Yeah. Tức là các ca sĩ đều được hát thoải mái. Đúng rồi. Vấn đề ở chỗ là các nhạc sĩ đừng có vì no, các nhạc sĩ đừng có vì một vài chục ngàn nó cầm đến đưa cho mình. Đúng rồi. Nó hay làm cái đó. Đó. Nó mua rồi cái là nó làm như không vậy nên. Nó gây khó khăn. Và nó mập mờ trong cái bản hợp. Đúng, nó mập mờ trong vấn đề bản quyền. Cái đường đi á, là chỗ đó. Đúng không? Cái đường đi là chỗ đó. Tức là các nhạc sĩ không cần phải đi qua mấy trung tâm. Tại vì YouTube nó là cái công ty lớn rồi. Thì chỉ cần ghi danh bản quyền với mình, xong rồi mình claim cái melody đó với lại YouTube thôi. Rồi nó sẽ là xong. Tự động automatic. Automatic. Khi mà ai hát nó cũng báo cho mình biết hết. Tiền nó sẽ chia qua bên đó. YouTube nó sẽ chia qua cho cái người nhạc sĩ đó. Đúng. 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 Rất là công bằng. Rất là công bằng. Và kiểm soát rất là chặt chẽ. Đúng. Bất cứ chương trình nào ai cũng được hát, không cần xin nhạc sĩ. Đúng. Cái vấn đề là không cần xin nhạc sĩ phiên nữa. Vấn đề là bây giờ ca sĩ hải ngoại và ca sĩ trong nước cái giá có khác nhau không? Hay là nó cũng tính chung? Không, tính theo từng cái thị trường. Bây giờ cái view bao nhiêu á, thì cái view đó chia qua cho anh. Chỉ cần biết cái clip đó anh kiếm được bao nhiêu tiền, nó chia phần trăm nào, ta không cần biết ở đâu hết. Nó đưa vào account, automatic. Nó thấy cái bước đó rất là... Và nó đi suốt đời. Ví dụ như một bản nhạc Buồn Vui Màu Áo, mà lúc nãy qua anh Trọng hát, có thể là 10 năm sau người ta hát tiếp, thì 10 năm sau tiền nó vẫn gửi về cho anh Trọng. Hoặc là sau đó anh có kế thừa là cho ai người đó cũng hưởng. Đúng, chính xác. Đâu có nghĩa Phong nói đúng á, nghĩa tiếp lời Phong nè. Tại Nghĩa đã làm rồi. Tại vừa rồi Nghĩa có làm, tức là những cái bài Nghĩa sáng tác hồi xưa giờ cho bên Trung tâm Nhân Sơn á thì có copyright hết, có luật sư ở đây hẳn hồi. Nhưng mà có nó liên lạc với thằng YouTube nó nói mày muốn chứng tỏ, mày muốn biết, mày phải chứng tỏ thì mày có copyright thì mày gửi cho tao thì tao mới approve cái đó trong cái danh sách đó. Thì khi mà mình muốn share thì mình cứ thoải mái, mình gửi cho nó đi, nó không mình đừng có làm gì hết. Thì những người ca sĩ nào họ muốn hát là cái này của YouTube nói, hát thì họ cứ hát thoải mái, mình không có cấm. Nhưng mà YouTube nó lấy cái đó tiền nó đưa lại cho nhạc sĩ. Yes, lại, được. Nó chia lại cho mình. Fair. Cái đó là rất thì đó là fair. Cái mà hướng đi. Mà thứ nhất là bảo vệ cho được người nhạc sĩ. Đúng không rồi. Bị bóc lột. Những cái bài hát đi thứ hai đi hết là không đi ngang những cái trung tâm trung gian để nó bóc lột. Đúng. Mình. Đúng. Rồi. Và ca sĩ cũng thoải mái nữa, họ vui vẻ đẹp. Họ mà cái người bây giờ, nhạc sĩ ta cũng muốn ca sĩ nhiều cho nhiều để mà có những người mà ở đâu xa đâu biết anh Trọng ở đâu mà liên lạc thì bây giờ muốn hát bài của anh mà hát lên bị cấm thì sao, cứ hát thoải mái nhưng mà số tiền đó sẽ chia ra. Đúng. Bởi vậy anh Trọng á, bữa nào anh Trọng rảnh á anh lo những cái bài của anh ra hết. Trần Nhật Phong làm cho luật sư lấy phần trăm thôi. Trần Nhật Phong làm cho lấy phần trăm thôi. Cái phí luật sư nó không có nhiều, anh cứ trả tiền copyright đó, luật sư họ chứng nhận xong anh giữ đó, rồi anh liên lạc cái thằng YouTube nói những bài của tao gì
anh gửi cái copy của anh nha, chứ original chi anh gửi cho nó rồi nó sẽ set up cho anh. Đó anh là không đúng cần cả. Phải lo gì anh đưa tôi làm cho anh đưa tôi làm cho tôi lấy cái phần trăm thôi. Một là team Pichanol nhận làm nó luôn, manager không gì nhạc sĩ vô lắm anh. Anh chọn cái đó là cái đó những cái mà anh đã phát hành á, chứ có original là cái là cái đó là sau này là anh nó đụng đến cái bạn mà anh chưa có phát hành là nó chết vậy anh. Tại anh chưa phát hành mà anh còn giữ trong tay mà. Ok. Khi mà anh đã claim được cái bản quyền của anh rồi đó thì Khánh Hoàng nghĩ rằng trong tương lai mà những bài hát nào đã từng hát lên nhiều view á thì nó có trích lại không ta? Hả? Không, nó cứ chạy nó đếm thôi. Không, ví dụ mà dù ảnh làm bài Buồn Vương Màu Áo đi, bây giờ anh mới làm. Như vậy những bài mà họ đã hát Buồn Vương Màu Áo lên cả 100,000 view thì họ có tính được đó không? No, tùy theo ạ. Tùy theo ạ, nếu như anh Trọng file một cái complaint với cái công ty đó. Nói rằng tôi chưa có authorize cho anh chuyện này. Và nếu như mà anh đã nhận lời nhận, anh phải chia qua, còn không tôi nộp đơn tự kiện anh. Đúng rồi. Phải bỏ xuống, hạ xuống. Chỉ cần có cái đơn kiện đó là YouTube nó sẽ cắt bỏ mà cái đó liền. Cái điều mà kiện đó là thằng cái điều mà bị kiện á, thằng YouTube nó không muốn. Hoàn nó không toàn, muốn. Nó không cho nên là mình chỉ cần file cái đơn thôi. Là cái phần mà nó đã thu bao nhiêu tiền trước đây nó phải trả lại cho mình. Ví dụ như nó thu 1 triệu view, 2 triệu view, 5 triệu view gì đó. Cái tiền của clip đó nó thâu bao nhiêu thì YouTube có báo cho nó biết hết rồi. Thì bắt buộc nó phải trả qua. Còn nếu nó không trả qua đó mà mình khởi mình dí luôn tới đó đó là coi như là YouTube sẽ lấy luôn cái quyền mà claim bản quyền của nó luôn. Nó sẽ không được claim bản quyền người khác nữa. Rồi. Mà, lúc hay quá. Rồi. 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 Có anh dạ. Nguyễn Ngọc Trọng chúng ta biết được rất là nhiều điều đúng không? Dạ. Kết thúc phải không? Đúng. Dạ. Bây giờ kết thúc, trước khi kết thúc thì em vẫn muốn nghe anh ha. Em hát rồi mà phải không? Còn chưa bài chưa hát. Bài nó chưa đã nơi. Muốn anh hát con bạc Buồn Vương Màu Áo à. Anh đã lên đây rồi. Bây giờ còn một bài nữa. Anh phải làm cho trốt. Anh ơi, trước khi mình hát bài hát này cho anh Hoàng hỏi anh một câu nữa là tính đến thời điểm bây giờ thì anh có được trong tay bao nhiêu bài hát? Thực ra cái số mà anh chưa tung ra tới 50-60 bài á. Tức là trong những cái thập niên vừa rồi anh vẫn viết. Anh có cảm hứng anh mới viết, nhưng mà anh chưa có tung ca sĩ nào. Còn bây giờ tung cho chính thức thì khoảng 50 bài. Có cái bài nào hả? Tức là những người đã thâu băng rồi đó, ca sĩ đã thâu rồi thì khoảng 50 bài. 50 bài, dạ. Anh Trọng ơi, có cái bài nào hạp với em không? Hạp chứ, thiếu như bài. Có không? Em là thứ đó nha. Ôm ấp chim một cuộc tình buồn gì đó. Lý Mỹ Hưng. Nghe đó, anh cũng có mấy bài kiểu em đó. Rồi, bây giờ thì tôi có một bản nhạc. Mà bản nhạc này là bản nhạc thứ hai của Ngọc Trọng, tôi rất là thích. Bản này anh Trọng đã viết và cái người mà hát cái nhạc phẩm này phải nói là cổ hát rất hay. Từ trước giờ những người sau này có hát nhưng mà so với tiếng hát của Thanh Hà thì tôi vẫn mê tiếng hát Thanh Hà hơn trong ca khúc này. Tôi mời tất cả quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Ân Tình Mong Manh do chính tác giả trình bày. Vâng, đây cũng là một nhạc phẩm mà được thâu nhiều. Bây giờ nếu mà tính ra đó, bài này và bài Buồn Vương Màu Áo là bài thâu nhiều nhất đó. Các ca sĩ thâu đó. Mời quý vị nghe lại nhạc phẩm này. Hồi đó thì đúng là Thanh Hà là người hát đầu tiên trên video của Thúy Nga. Tình cho em từ muôn kiếp nào, ân tình cho em từng cơn sóng gào. Cho dù xa nhau tình không xóa mờ những đêm buồn ngồi mênh mang tiếc nhớ. Ân tình cho em tuổi xuân trắng ngần, ân tình cho em sâu hương nhút ngàn. Ngày nào đôi lứa sống trong mơ mộng tràn chứa nỗi vui đớn đau ra rồi. Em mơ nơi nào đắm say với ai,
những đêm giá lạnh, những đêm nhớ em. Hôm nay anh chỉ thấy mưa gió ngập ngùi. Dù thời gian dấu vết xưa phai tàn, đã chót yêu em rồi, yêu mãi mãi. Em ở nơi nào, có nghe lá rơi, ở vòng tay anh ai, tiếng hát lá lời. Những đêm giá lạnh, những đêm nhớ em, hồn anh chỉ thấy mưa gió. Nào ân tình cho em, từng cơn sóng cao, cho dù xa nhau tình không xóa mờ. Những đêm dài người mênh mang tiếc nhớ, ân tình cho em. Tuổi xuân trắng ngần, ân tình cho em. Sao giờ nuốt ngàn ngày đào đôi lứa, sống trong mơ mộng chan chứa nỗi vui, đớn đau dạ dời. Em ở nơi nào, đắm say với ai, ngày nào hạnh phúc nay đã phôi phai. Những đêm giá lạnh, những đêm nhớ em, hồn anh chỉ thấy mưa gió ngập ngùi. Dù thời gian dấu vết xưa phai tan, đã chót yêu em rồi, yêu mãi mãi. Em ở nơi nào, có nghe lá rơi, ở vòng tay anh ai, tiếng hát là lời. Những đêm giá lạnh, hồn anh chỉ thấy mưa gió ngập ngùi. Hồn anh chỉ thấy mưa gió ngập ngùi. Thank you. Đó là ân trời tình mong manh đã viết 1993. Nghe nó phê gì đâu. Cái melody với là ca từ đều hay hết. Thank you. Hôm nay mê cái tiếng đờn lắm đó. Tiếng đờn solo mà vòng bên tay ưng ái tiếng hát lạ lời. Hả anh? Vòng tay ưng ái tiếng hát lạ lời. Cái hình ảnh là sao anh? Đang ôm người yêu trong tay anh mà tiếng hát lạ lời hả? Tức là mấy vừa, mấy vừa ai ưng mà vừa mấy hát người hả? Nữ ca sĩ thì thường lạ lời lắm, từ đâu đó mình nghĩ. Đó em đang nói cái bối cảnh trong cái bộ. Mấy cô đó mình nghĩ tới mấy cô. Em đang nói bối cảnh trong cái bài hát này nè. Bạn anh chọn người cũng hay quá, chọn giọng Thanh Hà cái bài này đi. Đâu lúc đó là người ta đặt hàng Thanh Hà. Cái này Thủy, trung tâm Thúy Nga đặt hàng. Thúy Nga đặt hàng ảnh viết. Ảnh viết cho Thanh Hà. Tại anh viết theo đơn đặt hàng không mà. Cho nên là, nhưng mà có điều là gì phải không? Ông tưởng tượng được cái lả lơi đó hay đó. Không, tức là thế này là cái tiếng hát lả lơi. Tức là làm sao mình tập á, tập được là mình viết
mặc dù cho order nhưng mà không nghĩa là không hay, tức là vẫn phải đầy đủ cảm xúc mình mới đưa ra. Còn đúng nếu rồi. Mình chứ mình viết mà cho có là không được, tức là mình viết phải mình cảm thấy là mình có đầy đúng đủ rồi. Cảm xúc chứ không có nghĩa là họ đặt hàng là mình viết cho có đâu. Không thể là đối với tôi là tôi thấy như vậy đó. Thì nếu mình nhắm mình không viết được là mình từ chối thôi, nhưng mà mình sau đó mình thử thì mình thấy là có đủ cảm hứng. Vậy bữa nào anh viết em với anh Trần Nhật Phong bài tình gì đây? Không có, cái vấn đề là gì biết không? Ông có thể viết cho cả thế giới trừ Trần Nhật Phong thôi. Ông nói cái giọng dịch đẹp của mày đừng hát nhạc của tao, mất công tội nghiệp tao. Không phải, không phải viết cho Trần Nhật Phong hát, mà viết về mối tình của Trần Nhật Phong. Chưa nói nghe, nói hết rồi. Em hát cho anh đâu có hát đâu. Nhưng mà viết là viết mối tình của Trần Nhật Phong và Phượng Mai, phải không anh? Chết. Ê, hứa nhanh, hứa. Anh mà viết bài đó tôi viết anh luôn. Đoạn tuyệt luôn, đoạn tuyệt luôn. Tôi với là đoạn tuyệt luôn đó. Không sao anh, em sẽ đem vũ đạo ra xử. Khó xử quá. Rồi bây giờ trước khi chia tay anh Trọng, có những cái lời gì tâm tình và chia sẻ cảm ơn hay là tri ân những người khán giả đã thưởng thức và đã ngưỡng mộ những cái nhạc phẩm của anh? Đúng rồi, thì chắc chắn là phải cảm ơn quý khán giả, bởi vì quý khán giả mà những cái lúc đầu chúng tôi tung những tác phẩm mới đó thì đã được cái đón nhận và nó tạo cho mình cái cảm hứng, tạo cho mình cái bước đầu mình mới đi tới. Cũng như nhân đây thì mình cũng cảm ơn trung tâm, các trung tâm cũng như các ca sĩ. Thực ra các ca sĩ cũng hát và giúp cho cái bài của mình đi lên. Mặc dù những ca sĩ đó thì lúc đầu họ thích cái bài của mình, nhưng mà tất nhiên phải nhờ những cái giọng ca đó và cái bài nó phổ biến đi xa, và cũng như là nó cho mình nhiều cái cảm hứng để mình có thể viết tiếp. Thì đó là một cái mà nhân ở đây cũng xin cảm ơn, và đặc biệt cảm ơn đài đây, Trần Nhật Phong, Khánh Hoàng, Phượng Mai đã có cái dịp để mà chắc chắn là chúng ta sẽ có những dịp nói chuyện nữa về những cái đề tài văn học, văn nghệ. Và đặc biệt nhiều bài